Anh đèn sáng ở trên màn hình, 2 giờ đêm vẫn còn lung linh. Quen chiều khuya như là bạn mình, nghe tiếng nhạc còn đập rung rinh ngay bên loa. Đêm em thêm say thêm ca, chỉ cần anh em ngay bên ta. Anh vẫn cày cuốc hăng say như ngày trước, dù không biết sau này họ sẽ nhớ đến hay quên ta. Nhớ khi xưa những ngày đói, khi mà đập là duy nhất là những lời cười khen. Giờ còn hơn ông thầy bói, vì mỗi cái ta đều có hàng vạn nghìn người xem. Bốn bề đều là những người anh và người em, gặp nhau mỗi đêm ở trong kênh chat nhỏ. Chấm đỏ tắt vào lúc mặt trời lên, nhưng đam mê không ngủ quên ở trong căn gác nhỏ. Sinh ra là người Tây, nhưng họ nói rằng tôi là người Chăm. Chăm vợ, chăm con, chăm làm, 100% mỗi khi nâng chén. Chăm on cho vài trăm ngàn anh em, lâu lâu lại nghe tôi chém. Không ồn ào và cũng không ầm ĩ, dân đồng Lào nhưng mà sống giờ Mỹ. Miễn là được chơi cùng huynh đệ thì thôi, nó cứ phải gọi là hợp lý. Music gaming on the mic, điều tôi muốn nói không có gì đâu, chỉ có tình yêu dành cho đô tộc và khóa ép mồm mấy thằng trẻ trâu, ok? Lương 7-8 triệu vẫn ngồi live stream. Bắn nhau đá bóng xem phim, cú lên một tiếng cả team chơi cùng. Đêm đêm anh lại tiệc cùng, âm thanh ánh sáng đã bùng lên chưa? Độ này vẫn giống độ xưa, vẫn đợi đô nếp vì chưa có tiền. Em biết giàu đâu, biết quê thế. Xấu hổ đéo chịu được. Hello chào tất cả các bạn nhá. Chúc các bạn tối thứ bảy vui vẻ. Thế tôi vừa trải qua một ngày nhà quê đéo chịu được các bạn. Quê vãi cả cứt thế. Mẹ đúng ra tối nay họp cho đỡ quê. Không nghĩ được một cái lý do gì để họp cả. Thế cay vãi cả cứt ạ. Dù mấy thằng em đi chơi thì đéo thằng nào đi. Mẹ thằng thì ở nhà trông con. Thằng thì mẹ ở nhà chạy KPI. Mẹ thằng thì mưa quá đéo đi được. Quê đéo chịu được. Xong ngồi nhà cũng đéo biết làm gì. Mẹ lại mò mặt lên giờ chim vậy. Bực đéo chịu được. Thế đúng ngày kiểu quê vậy đây. Lúc ngồi nghĩ là thôi mình mẹ chạy lên trên tầng, chụp cái ảnh mẹ mấy cái quần áo đang phơi, bảo mấy hôm nay mưa quá đéo quần áo mặc. Các ông thông cảm tôi cái. Mẹ cho tôi nghỉ hết tháng, quần áo khô rồi mới sờ chim lại được. Nhưng cũng đéo được. Lý do thế bị chửi chết. Thế là lại ngồi đây. Quê vãi cứt quê thề. Cảm ơn Bảo nhá.
Ồ thế nhờ mẹ. À ừ, chưa có cung chat, quên mẹ mất. Xấu hổ vậy. Đã hiểu sao giờ lại ngồi đây ạ. Ui, tôi đã chuẩn bị một cái tâm lý kiểu háo hức vãi cả đài, hôm qua có ngủ đéo đâu. Ơ kìa, khung chat đéo chạy nữa nhở. Đấy, đến cả khung chat rồi nó cũng phản bội tôi này. Ơ sao đấy nhở. À đây rồi. Cảm ơn đập trứng cút nhá. Mẹ hôm qua còn đi ăn đêm. Ăn đêm xong ăn thật no xong bảo thôi mẹ mấy hôm nữa chắc là cắm mặt ngồi nhà rồi, đéo được đi ra ngoài đường rồi. Nick cho nó no vào, xong về nhà nằm chọc dái lên tí, nghĩ đến cái cảnh mình đang mổ mắt, cuộc đời nó sẽ tươi sáng, mắt mình sẽ nét căng đét, xong mình sẽ đi chơi, mình sẽ tự tin hơn trong những cái môi trường nhạc sôi động và thiếu ánh sáng, xung quanh mọi người nhảy nhót thì mình sẽ kiểu nhìn mọi thứ nó sẽ nét hơn, hiểu không? Tia được thích hơn. Nhưng mà đéo, quê đéo chịu được. Cảm ơn Nhi nhá các bạn nhiều. Từ sáng nay khi mà tôi đã đến cái bệnh viện mắt, mấy bạn nữ chạy ra chụp ảnh. Ê anh đâu ơi, em biết rồi, anh đến đây cho gì kiểu ảnh cái kiểu anh đến mổ mắt mà có gì đâu. Ờ nó có hai cái bệnh viện gần nhau, một cái bệnh viện đa khoa, một cái ngay cạnh bệnh viện mắt. Mẹ chụp ảnh chán rồi xong bảo anh ơi viện mắt ở bên cạnh, đây là viện đa khoa anh ạ. Thế là mẹ lại quê một lần, lại vác dài sang bên kia, vác dài sang bên kia các bạn đón, xong là vào chụp ảnh. Ui làm bao nhiêu các loại xét nghiệm mẹ, từ quét võng mạc mắt cho đến đo mắt rồi là đeo kính xong test độ cận rồi là các thứ. Ơ cận thật mẹ, cận mẹ 5/6, một mắt 5/6, một mắt 6/6. Ui mẹ quả này háo hức vãi cứt, chuẩn bị được mổ mắt rồi. Vào một cái thì bác sĩ đo kiểm tra, xong bác sĩ bảo là cái này phải kiểm tra lại một lần nữa cho chắc, bằng cách là nhỏ cái thuốc đéo gì để căng cái võng mạc hay là cái gì ấy. Nói chung đéo biết một cái loại thuốc thần kỳ gì đấy để nhỏ vào mắt, để làm cho mắt nó căng ra. Thì người ta sắp xếp cho tôi vào một cái phòng. Cái phòng tôi đếm qua là có đâu đấy khoảng 7 cái giường. Thì tôi vào trong phòng tôi nằm thẳng đứ đừ ở đấy. Xong rồi có một chị y tá, chị vào. À chị chị chắc chị y tá. Chị vào, chị nhỏ mắt, chị bảo là anh ơi cái này nhỏ mắt xong phải nhỏ làm 3 lần, mỗi lần 10 phút, vị chi là 30 phút. Anh nhỏ xong anh phải nhắm mắt anh nằm đấy. Ui nhỏ phát đầu tiên mình đúng kiểu như người mù ấy, nằm im ở trên giường đó, ngủ thì đéo dám ngủ. 10 phút sau chị vào dò thêm phát nữa, và cái này dò đúng 3 lần là xong. Lại nằm dài vãi cả cứt ra để đợi. 10 phút nữa chị lại vào chị dò. Chị dò xong rồi chị cầm theo quả đèn pin, đúng không? Quả đèn pin to như cổ chân ấy. Mẹ chị bảo mở mắt ra anh ơi. Mở ra soi và sao không thay đổi gì cả nhờ. Thế thì anh lại nằm xuống em nhỏ tiếp. Mẹ người bình thường nhỏ 3 phát thôi, mình nhỏ 5 phát. Nhỏ 5 phát xong, hay là tại vì tôi đéo ngủ tôi cũng đéo biết thề. Nhỏ 5 phát xong, xong rồi chị lại cầm quả đèn pin và chị soi phát nữa. Mất cụ gần tiếng mẹ rồi. Soi xong rồi chị bảo ồ mắt nổ mắt xịt anh ạ, một mắt được rồi nhưng một mắt chưa được, nhưng mà thôi mình cứ xuống đi khám lại. Thế là lại xuống đo lại một vòng nữa, từ đầu đến cuối thề cay vết cả cứt ạ. Thế là đo xong rồi, xong rồi mò lên mà mẹ thề cái thuốc nhỏ mắt này khó chịu phải đái không ạ. Nó nhỏ xong cái xong mắt mờ đéo nhìn được cái gì cả, cái đéo gì cũng lòa, nhìn gần đéo nhìn được, thề cầm cái điện thoại đéo nhìn được cái gì luôn, cầm cứ phải cầm nhìn này, mẹ đi đâu cầm điện thoại cứ phải nhìn này. Đến khúc mẹ xong mẹ rồi, xong bác sĩ vào và đo lại xong bác sĩ kết luận là mắt của cháu là hoạt động nhiều quá, không được nghỉ ngơi, nên là bây giờ nó chưa đến cái mức độ là phải mổ. Cháu về cháu mua một ít thuốc, kê một đống thuốc vào đấy, về nhỏ mắt các thứ đi một thời gian là mắt nó sẽ khỏe lại. Đéo hiểu kiểu gì, đuổi mẹ về. Thế là thằng bé mẹ lút ca lút cút, mẹ lại xách đồ đi về, thề khổ với cả đái. Tâm trạng đang vô cùng háo hức được mổ mắt. Mẹ năn nỉ bác sĩ ơi, thực sự là em rất là cận luôn ấy. Em đeo quả kính 1.5 độ vào, thực sự là em nhìn cái cuộc sống nó rất là lét. Em chỉ mong là làm sao mổ cho em cái mắt để em không phải đeo kính nữa mà cuộc sống nó vẫn đẹp như thế được. Mà không phải, không phải là cận. Tại vì mắt đã quen với cái sự điều tiết của cái kính đấy thôi, chứ thực sự là đây không phải là cận. Cận thì nó chỉ cận bé tí, cận nhẹ thôi, chứ chưa đến mức phải can thiệp tiểu phẫu. Đi về em xin mổ không được, đéo biết phải làm gì. Thế là thôi lại vác dái đi về. Mệt đéo chịu được. Cảm ơn ánh nhá. Thế là bây giờ lại ngồi đây. Quê vãi đai quê thề. Cảm ơn Hải Anh nhá. Thế là câu chuyện là tại sao tôi đéo mổ mắt được nhỉ? Ừ thế cay vậy đây. Ừ thì thế.
Lại có câu chuyện của vợ tôi nữa. Thì hôm nay tôi bảo vợ tôi là thôi đằng nào mất công đến đây rồi, vợ tôi khám xong vợ tôi mổ mẹ luôn đi, vợ tôi đéo chịu. Thì vợ tôi bảo thôi để lúc khác, bây giờ đang nhiều việc. Thế là vợ tôi đòi về. Thế là tự nhiên mẹ mình cũng thành người nhà quê không? Cô ông bảo bây giờ viện mắt người ta liên hệ mình, bảo anh ơi mẹ, mẹ hai lần rồi, liên hệ lần thứ hai rồi, anh mẹ có nhu cầu mổ cận nên bên em ngày xưa đã nói rồi, bên em tài trợ cho anh quả gói mổ cận các thứ, anh qua anh chụp ảnh các thứ rồi. Mà viện mắt thì cũng uy tín vãi đái, ngày xưa thằng Hiếu bạn tôi nó cũng quảng cáo một lần rồi, nó mổ ở đấy rồi, nó bảo ok la vậy cứ. Thế là mình đồng ý. Đồng ý xong rồi hôm nay mẹ mình mò qua xong rồi đéo được mổ, ừ đéo biết làm gì. Xong rồi lại mò về. Mà về xong có bạn ở bệnh viện, bạn lại còn đưa về tận nhà này. Mẹ về ngồi bảo thực sự với cả bạn là tôi quê vãi cả cứt, không thể tin được. Mẹ, tôi mò đi ông kiểu anh em thỏa thuận với nhau như thế rồi, xong rồi về tự nhiên đéo được một cái gì cả. Không mà tối lại còn đối mặt với cả các bạn FA ngồi trêu cho nữa. À không, tôi mổ Việt Nga vẫn ở bên Cầu Giấy. Mà nà mè nha, các bạn nhiều. Nhưng mà thôi, tại vì tôi nhớ các bạn quá. Mẹ, tôi like nốt hôm nay thôi, ngày mai tôi sang ngoài ăn cơm, ngày kia tôi đi Sài Gòn mẹ rồi, nên là nốt hôm nay thôi nha các bạn nha. Cảm ơn Dũng nha, cảm ơn bạn nhiều. Thế là tôi xem lịch tôi chợt nhận ra này các bạn này. Bỏ câu chuyện quê sang một bên đi. Tôi xem lịch tôi chợt nhận ra là ngày 30 tháng sau là nó lại vào tối thứ 6. Thế là tối thứ 6 thì tự nhiên cuối tuần mình lại đi live stream, xong rồi mùng 1 là thứ 7, mùng 2 lại là chủ nhật. Có quá đáng lắm không nếu như mà mình nghỉ một phát cho đến tận mẹ mà ngày mùng 4 ý, là thứ hai tuần sau ý, đầu tuần mình làm coi như là vừa đầu tuần lại vừa đầu tháng, tràn đầy năng lượng đúng không? Ok không? Hợp lý không? Thì tức là tôi chỉ nghỉ từ ngày mai là 25, 26, 27, 28, 29, 30, mùng 1, mùng 2, mùng 3. Ui, nghỉ đúng 9 ngày. Thế thì có phải là anh em mình nhớ nhau một cách ra diết không? Nếu lúc anh em mình quay lại sẽ cảm thấy yêu thương nhau hơn không? Không buông lời cay đắng nữa không? Hợp lý dã man. Cảm ơn Xuân Trường nha các bạn nhiều. Chứ bây giờ like đúng vào thứ 6 thì đéo ai xem. Dỗi vãi cả đài thế. Cảm ơn Dũng nha các bạn nhiều. À lâu lắm rồi, thực ra tháng này tôi làm mẹ xong hết việc rồi thế. Đéo hiểu tại sao. Ừ, làm xong hết việc rồi vẫn ngồi live stream ạ. Chăm đéo chịu được. Nên là hôm nay thôi live stream YouTube rồi nha các bạn nha. Không có như môn, lâu rồi không có một hôm nào live stream bên YouTube. Sâu sâu một tí. Cảm ơn Thái Phát nha. Để đỡ quê thì hôm nay làm cái ao làng PUBG cho bùng nổ. Ok. Rồi, để chiều tất cả các bạn. Để ui mẹ nói, mình đã tưởng tượng ra cái viễn cảnh là mình đi mổ mắt, xong rồi 2 ngày mình nằm mẹ thẳng đứ đừ như xác ướp Ai Cập ở nhà. Xong đéo biết làm gì, đéo được cầm điện thoại, đéo được chơi game, đéo được chơi cờ, đéo được live stream. Thì tự nhiên đéo được đi tập, đéo đi đá bóng. Tự nhiên đéo lại đi mổ nữa. Ngày mai lại mò phòng tập. Hợp lý vãi đài. Sắp tới lại xách giày đi đá bóng. Oje thật tuyệt. Sắp tới có quả lịch đi Sài Gòn ra Hồ Tràm quay quả clip quảng cáo. Đang sợ là mẹ nhỡ mình có đi tắm biển, hay là nhỡ mình có đi tắm hồ bơi bị nước vào mắt, hay là nhỡ mình có kiểu chơi nghịch cát với cả các bạn thì tự nhiên cát lại bắn vào mắt, nguy hiểm vãi đái. Nhưng mà không, tự nhiên đéo mổ mắt cái thấy mẹ nhiều kế hoạch được vạch ra trong đầu vãi cứt. Mình sẽ đi chơi thật là bùng nổ, mình sẽ chơi uyên ương té nước, mình sẽ ngồi lặn liếc các kiểu, chơi đủ trò luôn, mình không sợ gì cả. Bày đặt chia tay đồ, mẹ hôm qua tôi chia tay các ông, mẹ ực nước mắt mẹ luôn. Thề qua đúng các bạn, mẹ xem buổi livestream Nemo hôm qua đúng cuối buổi tôi khóc như mưa luôn. Trước giờ mẹ buổi stream tôi khóc như thế. Tại vì các bạn hiểu trong cái sự nghiệp làm việc của tôi 7 năm, tính cũng phải khoảng 7 năm đến tận thời điểm giờ, chưa giờ tôi chia tay các bạn lâu như thế. Kể cả nghỉ Tết nha thì tôi cũng chỉ nghỉ cùng lắm là 5 ngày đến 6 ngày thôi. Mẹ nghỉ quả nghỉ 7 ngày 8 ngày bao giờ không. Nghĩ là mẹ ứa nước mắt ra mẹ rồi đấy. Chia tay các bạn. Xong rồi hôm qua off stream xong thì mấy đứa ở văn phòng nó làm xong cái hành trình vô tri, nó lại bảo thôi đi ăn đêm với nhau. Mẹ ra ăn đêm chúng nó cũng mẹ chia tay anh Độ sứt mướt vãi cả cứt. Mẹ đéo hiểu sếp đi mấy hôm, mẹ bọn em ngồi xem cái gì buồn vãi cả đái. Bảo thôi mẹ chúng mày làm xong hành trình vô tri rồi, chúng mình nghỉ mẹ một tuần đi, lên phòng mà chơi ngồi quánh điện tử với nhau cho nó vui, xong rồi đợi anh mổ mắt xong rồi thì anh em mình về nghĩ content xong rồi làm tiếp sau, vội cái đéo gì, cứ từ từ mà chơi. Đéo nào mẹ chia tay chia chân xong mẹ ôm hôn nhau các kiểu, xong mẹ này về lại mò lên đây.
Mày lại mò lên văn phòng hiểu không? Quê đéo chịu được quê. Cảm ơn Hoàng Hin nhé các bạn nhiều. Choán vãi đài, choán. À, tôi nói thế thôi, làm đéo tôi nghỉ 9 ngày được các bạn. Ô, các bạn nhớ câu chuyện tổ chim hôm trước không? Tôi lên quay tổ chim rồi đấy. Các bạn có xem clip tổ chim không? Có tổ chim thật. Xịn phải. Đỉnh vãi cứt. Cảm ơn Huy nhá. À không xem à? Không xem thôi. Cảm ơn Duy nhá. Thôi không xem thôi. Nhưng mà có một tin buồn thôi các bạn nhá. Là hình như là mấy con chim ấy nó bỏ tổ mẹ rồi sao ấy. Nếu như mà tôi không nhầm ấy thì nó bắt đầu làm tổ và nó bắt đầu đẻ trứng từ cái đợt vợ tôi với cả nhà đi đi nghỉ với cả mẹ Lý. Đợt đấy là tôi đi Sài Gòn và đợt đấy tôi đi về thì khoảng một tuần tôi không lên trên tầng 7, tại vì bình thường trên tầng 7 chỉ có chị giúp việc là chị hay lên phơi quần áo ở trên đấy. Thì đợt đấy là nó vào nó làm tổ, sau đấy là nó đẻ trứng. Thì sau cái đợt đấy về thì nhà tôi hàng ngày kiểu gì cũng lên giặt quần áo với cả phơi quần áo. Thì chắc là nó thấy có người cứ đi đi lại, thế là nó sợ hay sao nó bỏ mẹ trứng rồi. Thì tôi không biết là nó có quay lại không, nhưng mà hôm trước tôi lên thì tôi thấy đúng có 3 quả trứng thật. Nó làm một cái tổ ở trên đấy thật. Nhưng mà hình như là nó bỏ con mẹ rồi ấy. Thì bây giờ câu chuyện là 3 quả trứng đấy mình cứ để ở đấy à? Hay là mình mang xuống luộc, hay là mình có cách nào kiểu mình ấp ra thành mấy con chim con? Nhưng mà ấp ra thì làm đéo mình nuôi được nhỉ? Ấp ra xong rồi mình nhai cơm thôi, mình nhè vào mồm nó có ăn được không nhỉ? Nó có lớn được không nhỉ? Luộc ăn à? Nói thế chứ mẹ, trứng chim luộc ăn đéo ngon đâu. Nói thế, không ngon đâu. Ngon chỉ có trứng gà ta luộc ăn mới ngon thôi. Bây giờ làm như nào nhỉ? Đây, đợi tí tôi mở cho công xem. Nhưng mà công phải đợi tôi để tôi chạy lấy cái thẻ nhớ nhá. Đợi tôi tí. Gíp gây trứng á, ôi vãi cả cứt nhở. Ông mang về làm đéo, chắc mang về ăn đấy gì. Đéo được. Chơi bời thế. Đợi tí nha. Kiểm tra xem có clip gì mà cảnh nóng hay nhức gì không đã, nguy hiểm lắm. Mẹ nó đéo hiện cái preview lên cho mình xem nhỉ, thế bực vãi thật cứt. À, thế mình có thể kéo vào trong Adobe xong rồi mình xem mà. Sao mình phải khổ như này nhỉ? Từ từ nhá, xóa hết cái đống ấy đi đã. Rác. Ok này. Tại vì trong máy này kiểu nó là nó có rất là nhiều thứ ấy, cho nên là tôi không biết được là có thứ gì kiểu nó bị đen tối ở trong này không. Nó ảnh hưởng đến trải nghiệm của người xem hay không, các bạn phải đợi tôi một tí, tôi check cho nó kỹ vào. À đốt đâu nhỉ?
Ôi thôi chết con mẹ rồi, sao nó lại như này nhở? Cái này là clip hôm trước tôi edit để tôi up lên YouTube Short. Từ đã. Thế thì nó đéo phải cái này. Thế cái này là cái gì nhỉ? À, cái này là đi ăn cưới Quang Bạch. Phải có mặt rồi, nhưng mà bây giờ 9:30 mới mò đến đây. Thế là tính ra bây giờ ngồi ăn xong rồi tí nữa đi về nữa là cái lịch trình đi ra biển cũng như là đi cái bãi vô cực gì đó của bọn tôi là coi như vứt đi. Bỏ mẹ đi, cái này xong rồi này. Từ từ nhá. Tôi lọc lại một lần xem mà có cái gì nó kiểu bí mật ở trong này mà nhỡ sâu ra cho các bạn xem là chết đấy. Máy này, cái thẻ nhớ này, thẻ nguy hiểm lắm. Rất là nhiều thứ đen tối bên trong. Chết. Ấy, biết ngay mà. Mẹ, toàn những thứ từ đời đéo nào rồi ấy. Rồi, đây. Nói chung là nó cũng hơi bị loằng ngoằng ấy. Sắp xếp theo cái đéo gì ấy nhỉ? Nêm à? À. Yo, xin chào tất cả các bạn. Tôi đang test cái mic. Mic đéo gì quên cụ tên luôn. Tôi cứ mỗi lần tôi mua máy mới hay là tôi có một cái gì mới tôi toàn quay những clip kiểu như này các bạn ạ. Kiểu xem nó hơi linh tinh một tí nhưng mà... Nhưng mà nó đéo có gì đâu. Đây là tôi chỉ test linh tinh thôi. Mẹ trong một góc xe chim vẫn là cứt ạ. Ui, đẹp vãi cứt thề, tôi yêu bộ ca đích này vãi. Ngắm suốt ngày. Đéo có gì. Đoạn ngắn. Hello xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là thứ 5 ngày 20 tháng 4. Tôi vừa mới thông báo off the stream xong tại vì tối nay tôi có ít việc. Đầu tiên thì giải thích cho các bạn luôn là tại sao tôi làm cái video này, tại vì tôi mới mua cái máy ảnh mới các bạn ạ. Fuck. Khoe vậy. Flex vậy. Đây là một cái máy ảnh mà tôi chờ đợi khá là lâu rồi để tôi xem là tôi có thể thay thế được cái dàn GoPro để tôi làm vlog trong thời gian sắp tới để vlog nó có ổn hay không. Từ khi làm vlog đến giờ thì tôi làm bằng GoPro khá là nhiều. Các bạn xem vlog tôi thì các bạn thấy đúng không? Nhưng mà tôi vẫn đang trên con đường tìm kiếm là làm sao kiếm được một cái camera mà nó ổn nhất. Ui, tôi tìm được rồi đấy các bạn. Tôi tìm được một cái camera mà phù hợp với cái chuyện thay GoPro để quay vlog rồi đấy. Vừa mới lấy chiều nay xong. Nhưng mà nó đéo phải là cái này. Tí nữa tôi cho các bạn xem. Chất lượng nó đẹp hơn một tí để tôi có thể làm vlog một cái thường xuyên hơn. Và đây là cái máy mà nó vừa mới về. Tiện đây có cái máy thì tôi cũng hứng quay một tí. Tôi quay cho các bạn một đoạn ngắn. Đầu tiên thì tối ngày hôm nay tôi họp là vì tí nữa 10:30 tôi có hẹn với cả giám khảo. Thôi nghỉ mẹ đi nhở. Cái này xem làm đéo gì.
À, đây là lần đầu tiên FaceTime nói chuyện với cả ZTT. Ui, lần đầu tiên nói chuyện với nhau luôn các bạn ạ. Nhưng mà thôi, bỏ qua đi. Nó là những câu chuyện rất là bí mật, không thể để cho các bạn xem được. Đây là những cái đoạn video mà đéo giờ tôi dựng. Ừ, đúng ra là tôi sẽ phải dựng lên đấy. À, sang công ty chơi. Hôm nay tôi sang công ty tôi định quay cho các bạn là công ty như thế nào. Nhưng mà rung vãi cứt, thế là đéo dựng được. Thế là tôi đéo làm dựng nữa. Ừ, tôi dỗi. Đây là MCBT của vợ tôi. Thề bừa bộn vãi, đúng chủ nào. Nhìn này. Như là nếu như là đây là của tôi quản lý nhá, thì đéo bao giờ có cái câu chuyện dây dợ nó lằng ngoằng như này đâu, đúng không? Không bao giờ có chuyện mẹ mà thòi hết dây quét xuống nền như này. Không bao giờ cái sọt rác này nó có thể ở chéo như này được. Không bao giờ có cái chuyện có một cái hộp giấy đã hết rồi nhưng vẫn vứt ở trên bàn, đúng không? Những bông hoa này là phải ngang thẳng hàng với nhau. Đồ đạc các thứ là phải xếp một cái gọn ngang ngăn nắp. Điều khiển điều hòa là phải để đúng chỗ của nó. Sao có chuyện như này được, đúng không? Trông kiểu bừa bộn thực sự này. Công nhìn cái đống dây dợ này. Yes. Rồi, ok. Tầng này thì có thêm cả mảng nối mi với cả gội đầu. Nói chung là trông đây có cả cái bàn trang điểm này. Uầy, tôi hay lên đây gội đầu này các bạn. Gội đầu đắp da mặt này. Trang điểm nó cho ai chứ. Uầy, mai phải đi làm phát mới được. Đây có mấy cái bàn để bị nghiện gội đầu. Ấy, gội đầu xong rồi đắp mặt nạ đấy. Anh em con trai lên làm quả combo cái mặt mũi trông như mông đít luôn. Mịn màng. Lên đến. Ui, hơi rung một tí nhưng các bạn thích xem không thì tôi cho các bạn xem. 4 là phòng bia. Này. Vừa đến đây cái đã thấy đèn sáng rồi. Các bạn biết đèn gì không? Đèn Nanolit đấy. Hôm trước vừa quảng cáo trên stream xong. Yeah. Nhưng mà xem rung lắm nhá. Wow. Từ từ. Bỏ cái bật điều hòa lên này, mới nóng quá. Mấy anh em mình đâu cái gì? Vâng. Có ba không? Không, anh chip làm rồi. Thế gọi là gì? Tài, biết có sao không? Mình gọi là tài. Hey, phòng bia thì các bạn đã thấy quá nhiều rồi đúng không? Tôi live stream mấy lần bia rồi. Dạo gần đây thì phòng bia này cũng chả có gì mới cả. Mấy cây này thì các bạn thấy rồi. Bên này thì con Optimus với con Bumblebee làm bằng cái chất liệu giống như con Hulk Buster ở phòng làm việc tôi. Còn đây là con Iron Man của trước thằng Bo nó tặng sinh nhật, tôi chuyển từ bên nhà tôi qua. Bên này thì có mấy con mô hình của Optimus các thứ của thuộc bộ Transformer. Đây có bộ 3 con trong bộ Devil May Cry. Còn đây là cái màn hình máy tính, đây là bộ máy tính cũ của tôi, ngày xưa tôi chuyển sang đây. Xong rồi thỉnh thoảng thì anh em live stream bia các thứ ở đây. Còn bí quá thì có thể chạy lên đây để live stream được. Tua mẹ đi, rung lắm. Mẹ tôi xem tôi thấy hoa cả mắt. Mở fan. Phòng tập. Vào đây thì phải bỏ dép các bạn ạ. Giới thiệu các bạn, đây là phòng tập của tôi, trai hát hàng ngày. Phòng này thì tôi nghỉ được 2 tháng rồi. Người sẹp mẹ hết rồi, bây giờ tôi mới tập lại. Hôm qua tập lại đau quá, người đang đau dã man. Mà ngày hôm nay đéo chịu được nữa nên là phải nghỉ. Giới thiệu các bạn, đây là phòng gym của bọn tôi. Đấy, đúng ra đến lúc edit thì mình sẽ gọt gọt mấy đoạn này đi thì trông nó sẽ đỡ rung ngay. Mình thả vào thêm một số cái hiệu ứng nó chống rung nữa là nó mượt cứt ngay. Nhưng mà lười quá, với cả rung quá nên là tôi đéo dùng được. Tôi bảo thôi hôm khác tôi lên quay sau. Đấy, phòng tập của anh em tôi đấy. Dạo này đang chai hát lại rồi.
Bình thường thì mấy anh em tôi sẽ tập vào tầm 3 giờ chiều là hội thằng Bô, thằng Đép, thằng Nhím nó sẽ đi tập. Còn tôi, thằng Quang, thằng Tú với cả mấy anh em khác thì tập tầm từ 5 giờ chiều đến 6 rưỡi chiều. Xong rồi tầm đấy đổi đi thì tôi đeo nhớ là có ai tập hay không. Nhưng mà dạo này bọn tôi lười quá nên là cũng không lên phòng tập nhiều. Và bắt đầu vào mùa hè rồi nên là đến lúc mà bọn tôi nên chai hát lại rồi. Ở đây còn có thêm một quả tivi bọn tôi mang từ sở chim Minh Hao này, sẽ góp tiền mua chung với nhau, mang sang tận đây. Nên là thỉnh thoảng bọn tôi chán không có gì xem hay là tập mệt quá bọn tôi toàn bật hoạt hình lên xem. Đấy, sơn hết. Xong rồi đến tầng 6. Tầng 6 chính ra bây giờ là văn phòng của bọn tôi chứ. Hồi đấy hình như là chưa chuyển văn phòng đâu, hồi đấy văn phòng vẫn ở trên tầng 7. Sau khoảng gần nửa năm vào vận hành cái nhà này thì tầng 6 bọn tôi chưa biết để làm gì. Từ đầu tôi định là làm một đội chuyên về game ở đây nhưng mà sau không làm nữa tại vì chi phí nó cao quá. Nên là tạm thời thì bây giờ vẫn đang để không. Có ghế, có bàn và đang có hai bộ máy tính sẵn ở kia rồi. Sắp tới thì tôi có một ít việc. Hả, lục pát à? Pát đấy bọn tôi đổi sang dùng thẻ hết rồi. À đây, thừa cái ghế. Tôi cũng có một số ý tưởng. Thừa cái ghế. Mẹ cái ghế này đéo biết bán cho ai bây giờ. Thừa nguyên một bộ luôn ạ. Tạm thời thì vẫn đang để ở đây đã. Và... Ê. Mà chúng nó có buồn ngủ thì... Có phải giường ngủ cho nhân viên. Giường ngủ ngủ êm phết. Thôi nhưng mà... Cái này làm bằng da. Hôm trước cái bạn chuyên làm ví với cả làm ba lô tôi, bạn ấy tặng. Bạn ấy bảo là bạn ấy học mất bao nhiêu năm liền bạn mới dám làm cái này. Tôi chưa biết treo ở đâu. Trông hơi dị một tí. Đây thì đây là cái góc, đúng ra ngày xưa khi mà thiết kế nó sẽ là cái góc làm đặt máy photocopy. Nhưng mà hiện tại thì photo với cả in tài liệu các thứ ấy, nhưng mà vẫn chưa dùng. Có cả dây mạng chờ các thứ ở đây. Đây ở đây có cả dây mạng chờ, có cả dây điện luôn. Thì tôi nghĩ hợp lý nhất là nên kê một cái bộ máy tính ở đây này. Ngồi trong ngoài chai hát là được này. Đấy, ngày xưa là bọn tôi làm việc ở trên tầng 7. Nhưng mà bây giờ nó... Bây giờ đông người quá nên phải chuyển đến tầng 6. Đây là tầng 7 các bạn ạ. Giới thiệu với các bạn. Đây là góc làm việc của tôi. Bình thường là tôi sẽ chui vào trong cái góc này. Đi qua đây. Xong rồi bàn của tôi là chỗ cuối cùng này. Đây là bàn làm việc của tôi. Đây chú kéo hết rèm xuống rồi. Đây để tôi kéo rèm lên. Tại vì mấy hôm nay Hà Nội trời khá là nóng. Nên là cái phòng làm việc này như... Thường thì ngoài này sẽ là một cái vườn, à một cái ban công. Có một ít cây cối mà tại vì quay ở trong này, quay ra thì các bạn sẽ không nhìn thấy một cái gì cả. Nên là thôi tôi cứ quay trong này. Đây là bàn làm việc của tôi các bạn. Thửa được một cái lót chuột PC Gaming từ đời đéo nào rồi ấy. Một cái cam cũ. Đây thì anh em đều có hai màn hình cả. Đây là bàn của thằng Hoàng Anh. Hoàng Anh dev của GTA. Nó ngồi ngay cạnh tôi. Đây là cái kệ trang trí. Ngày xưa cái kệ này chả có đồ gì đâu. Nhưng mà bây giờ cũng được khơ khớ đồ. Đây là hai cúp mòi ráp cũ mà từ năm 2022 mà vẫn vứt ở đây. Đây có mấy con Gundam này. Mấy cái màn hình LED mà tôi còn thừa từ đợt ở nhà cũ. Đây có bộ Lego. Đây là cái quay của cái bộ Gundam. Nhưng mà tại vì để con Gundam lên cái bộ này, bộ tàu nên nó hơi lởm ấy. Để lên nó có rung phành phạch ấy. Thế là tôi để tạm cái Lego lên. Đây là con Gundam lã bố. Đây là cái con mèo mà bạn Hoàng Anh bạn tặng. Đây là cúp Moirap đợt vừa rồi bảo chúng nó cầm về. Nhưng chúng nó bảo là thôi anh cứ để văn phòng làm kỷ niệm. Cúp ao làm, xin lỗi, cúp ao làm đi. Còn đây là hai cúp mà bị thừa ra. Chứ không phải là tôi được giải bét nha các bạn nhá. Trên này có mấy con Gundam, ở nhà tôi cũng có một đôi này. Tôi thích hai con này vãi nên tôi làm thêm hai con ở trên văn phòng nữa. Đây có một cái loa Marshall để thỉnh thoảng anh em trong phòng còn ngồi nghe nhạc. Đây có hai con Gundam nữa. Bộ này bộ của Trung Quốc mẹ, sức tay vậy đấy, sắc đéo chịu được. Trên này có mấy con nhỏ. À đây có cái mũ đợt thằng Tuyền nó đi, thằng Tuyền Văn Hóa nó đi Qatar đợt World Cup nó mua tặng. Đeo vào trông như con ma ấy thì. Có mấy con buồn cười vậy đấy. Ấy thôi. Mấy con kiểu Lego. Đây là chỗ của con quả ú. Con quả quả dạo này nó đang bị Covid. Cho nên là nó chưa đi làm. Hôm trước thì công ty vừa đi vay tiền mua cho bọn nó, update cho chúng nó hết cả tai nghe mới với cả chuột mới.
Tại vì cái Thảo nó bị Covid từ đợt vừa rồi nên là nó chưa đến nhận đồ. Đây là chỗ của bạn bạn Thắng editor mới hay edit funny moment các thứ ấy. Còn đây là chỗ của con Giang Béo. Giang Béo nó mẹ con Giang Béo còn có cả cái gương chiếu yêu ở đây ạ. Mẹ. Giang Di Di. Còn đây là chỗ của thằng Linh. Ủa, dây riếc gì nhỉ? Rồi ông lại còn treo thêm cả búp bê ở trên này. Chất điệu. Chất điểm. Bên này thì các bạn nhìn thấy nó sẽ không liên quan cho đến nhau cho lắm. Tại vì cái bộ sofa này là tôi lấy ở trên tầng 6 lên. Xong rồi cái bộ ghế sofa này là bộ gốc ở đây. Tại vì trước cái chỗ này nó trang trí kiểu khác cơ. Nên tôi thấy nó vướng quá. Thế tôi bỏ mẹ đi. Xong rồi tôi bê bách thêm bộ sofa đến để thỉnh thoảng còn nằm cho nó ưỡn ngực. Ừ, nên là trông nó đang không liên quan đến nhau cho lắm. Đây là chỗ của thằng Nu. Đấy, thằng Nu súp là nó sẽ ngồi đây. Mẹ trông này. Bọn này không bừa... không gọn gàng một tí nào. Mẹ nhìn có muốn đuổi việc không? Dây dợ trông lóng hoa lóng hoằng thế. Điên hết cả người thằng này. Cửa bộn dã man. Đây cái gối của đứa nào đây? Còn đây là chỗ của cái Thảo Yuri. Thảo mà làm MC Radio ấy các bạn. Đây có một cái logo MC Gaming. Tầng 7 này thì nó hẹp hơn so với tầng 6. Nhưng mà bù lại thì nó có một cái... bù lại có cái ban công. Thực ra từ đầu tôi nghĩ là mọi người sẽ sử dụng cái ban công này nhiều nhưng mà qua thực tế thì tôi chả thấy ai ra ban công bao giờ cả. Tại vì ngoài nóng vãi cứt. Đây, ban công đây là ban công các đẹp bạn. Đẹp như thế này, chill như ngoài thế này. Có sẵn 4 cái ghế với cả mấy cái bàn để thích thì ngồi chill chill. Mà đéo ai ra ngồi. Tôi thỉnh thoảng, ví dụ hôm nào mà chiều tôi dậy mà muộn quá, tầm 3 giờ chiều tôi mới dậy là tôi chạy công ty. Xong rồi tôi sẽ gọi đồ ăn về, gọi một cái bánh mì hay là cái gì là tôi hay ra đây tôi ngồi ăn. Nhưng mà ăn được đúng 1-2 buổi các bạn ạ, nóng chết mẹ luôn. Nóng đéo thở được. Chả thấy ai ra đây bao giờ. Đây, phòng làm việc đây. Từ bên trong sẽ như này. Tôi là ngồi đây luôn. Đấy, đây là chỗ của tôi đây. Thế là trông tôi quyết định là đây, bỏ đây là cái view ở tầng 7 hết tầng 6 rồi. Nó sẽ nhìn ra một cái chung cư. Với cả ở đây thì nhìn thấy cả mấy cái tàu điện đang chạy. Nhưng mà tầm này tối om. Bây giờ đang là 1 giờ sáng rồi nên là chả có ai ở đây cả các bạn ạ. Chung cư cũng tắt mẹ hết điện rồi. Ăn uống với cả nghỉ ngơi. À, tầng 8. Thường thường là ăn uống thì... có mô hình đậu mini 11 này, bên Liên Quân tặng. Anh em sẽ lên hết trên này để cho nó trong mặt một đỡ bị mùi các bạn. Đây có một cái ghế sofa, tôi đang định bách nốt cái bộ sofa này xuống xứ nó tầng 7 nhưng mà đang không có chỗ để. Đây là mấy cái hộp Gundam, tại vì cái kệ này đang chưa biết để làm gì cả nên là thôi cứ vứt mấy cái hộp Gundam lên trông đỡ trống. Đây có mấy cái bàn nhỏ, mỗi cái bàn sẽ có 4 cái ghế nhỏ ở đây. Cây này là cây giả các bạn nhá, trông nó hơi rẻ tiền một tí. Bình thường bọn nó sẽ lên đây ăn. Đây con Thảo Yuri nó còn mang thêm cả cái bộ pha cà phê của nhà nó lên. Thỉnh thoảng chúng nó còn mò ăn đây, chúng nó húp cà phê, ngồi chiêu chiêu với nhau. Cái này có một cái bàn đảo với cả một kệ bếp. Kệ bếp thì có một cái bàn, có một cái tủ lạnh với cả bên này có một cái lò vi sóng. Để nhỡ chúng nó mang đồ ăn lên chúng nó cần quay thì chúng nó sẽ quay ở đấy. Còn đây có một cái... Xin lỗi các bạn nhé, phải tua đoạn này nhé. Tôi đại sứ thương hiệu của Tháp Giáp. Đây là Liên Quân họ tặng cho. Tôi quay lâu lắm rồi. Trông mặt hơi bị hiền quá. Ừ, trông mặt kiểu... Có quả nốt ruồi mà nốt ruồi này còn chấm lệch nhá. Nốt ruồi đúng ra phải chấm ra tận ngoài này này. Đéo dám chê hiểu không? Còn mà này... kiểu... Mẹ, hợp tác xong kiểu... Anh ơi... sau đợt hợp tác làm skin MC Gaming này, bọn em có một món quà rất là bất ngờ cho anh. Kiểu, uầy, mẹ tò mò vậy đài. Món quà bất ngờ là gì? Bê của mẹ đến công ty bảo, uầy anh ơi, em tặng cho anh quả mô hình độ MC Aero tỷ lệ 1-1. Đéo biết để đâu luôn. Mẹ bất ngờ thực sự. Này thì nó hơi to nên là tôi phải chuyển tạm lên trên tầng 6 để, chứ chưa phương án nào để ở đâu cho nó hợp lý cả. Chẳng lẽ để dưới tầng 1 cửa công ty. Trông kiểu ối rồi ôi vậy. Cái máy này vẫn đéo ổn các bạn ạ. À. Được cái này. Hết, đéo có gì. Xong rồi bọn tôi đánh BA thì phải.
chết cái thôi. Ồ, đánh bia thì cũng đéo có gì. Để cả chân dí vãi rồi. Thôi, chẳng tắt đi. Từ qua quên mẹ tắt điện. Đợi tí. Con này quay thì đẹp nhưng mà con này rung vãi cả cứt thề. Muốn đéo rung thì lại cầm thêm cái gimbal. Cầm thêm cái gimbal thì nó nặng đéo chịu được. Cắt nhanh gọn thì rung lắm. Con 14 vào hơi mé. Thì mà sang con ống hơn nữa thì vẫn to đùng. Làm cái đéo gì đây? Đéo phải tôi dở hơi đâu nha các bạn. Mà thỉnh thoảng tôi phải test xem là mẹ dùng cái profile nào cho nó hợp lý đấy. Nên tôi cứ phải quay đi quay lại đấy. Còn muốn sang công ty chơi á? Đâu ai muốn sang công ty giơ tay xem nào. Sao tóc con trông buồn cười thế? À con đang đeo kính à. Nhưng mà bây giờ phải đi tắm ra đúng không? Đi đi đâu? Đi sang cần đi quẹ bố. Ok. À, bố bị chảy máu này, đau lắm. Đây này, đúng không? Đúng rồi, bị chảy máu đấy. Bố đau bố ở đâu? Bố đen xì kia là gì ạ? Đen xì nào? Màu đen nhạt đấy. Đấy, bị chảy máu đấy. Nào, cất kính đi nhanh lên. Là xước. Cất kính đi xong đi tắm nào. Đẹp dai vãi tê. Đẹp dai thực sự. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8. Rất vô tri. Của ai mà? Thôi nhờ mẹ. Có chị là của ai đây? Ở kìa. Mắt con bị làm sao nhỉ? Để bình thường thì mới thấy được. Mắt bị nháy đúng không? Đúng. Sao quay đây bố xem nào. Con nháy mắt thử ấy mà. Không phải, để bình thường hơi tí là nó sẽ nhíu. Đây là nó chớp. Thật okay. Này dạo này xem tivi nhiều quá mắt là bắt đầu có dấu hiệu bị nháy nháy rồi đấy. Tôi đang dọa là cho đi mổ mắt. Sợ chết khiếp ra. Thế là không được, thế là sẽ bị thành tật đấy. Không được nháy, không được nháy nữa nghe chưa? Đúng rồi, con phải nhớ là con không được nháy. Nghe chưa? Nhưng không mà không xem tivi con cũng nhảy á. Không xem tivi cũng nhảy á? Tại vì xem nhiều quá nên sẽ bị nhảy. Thế là con xem nhiều quá đó. Nhưng không mà có một lần con không xem tivi nhiều mà con nhảy. Bởi vì con xem nhiều quá rồi nên bây giờ mắt con bị nhảy rồi. Chứ không phải là tại vì lúc nào xem thì nó mới nhảy. Nó cung. Thế là bê hạn chế xem tivi lại nhá, nghe chưa? Không là mình sẽ đi bác sĩ khám mắt. Phải đi khám. Mở mắt ạ. Chưa phải mổ. Bây giờ đi khám sớm thì còn không phải mổ. Xem nào có cái gì giống như cái lẹo này. Mụn ạ. Yêu đương gì mà đã mụn rồi. Ở lớp thích bạn nào mặc mụn rồi? Chưa có bạn nào hết ạ. Chưa có bạn nào hết á? Đúng rồi. Thế, bạn nữa nào? Thế có thích bạn nào không? Không. Thế có bạn nào thích con không? Không. Thế sao lại mọc cái gì ở trên mắt thế kia? Phải có người thích hay là con phải thích ai thì mới mọc cái mụn trên mắt chứ? Con nói thật đi. Đấy, bố thấy chưa? Bố ấy nó vừa nói chưa? Ừ. Đi khám rồi. Mắt con bị... Đấy. Như thế con phải đi khám chứ, khám cho cái mắt cơ mà. Không phải khám cho con đâu. Con lên hai cục liền, không phải một cục đâu nhé. Đúng rồi. Lẹo ạ? À? Rồi, lẹo hay cái gì? Rồi, ok, không sao. Từ nay hạn chế xem TV lại là được, ok không? Ok. Ok. Xong rồi nếu như mà sau này mà xem TV mà nháy nhiều quá là mình sẽ phải đi khám đấy. Ok không? Đúng rồi. Nào, Như Nhi đâu? Về khám mắt xem nào. Nhi, bố gọi. Bố quả dừa đi này, Tùng. À, cho uống dầu cá mẹ. Không mua gì cả. Chào nào. Ừ. Không chơi với em nữa.
Không chơi với em nữa là được. Bị đau à? Ừ. Đau ở đâu? Nhảy bốn ngón tay này ạ. Thế à, nhảy phát vào bốn ngón tay luôn á? Như đứng trên bàn rồi nhảy ở bốn ngón tay con ạ. Nhu Nhi xin lỗi anh chưa? Nhu Nhi chưa ạ. Nhu Nhi đi về đây. Nhu Nhi. Xin lỗi anh ạ. Đấy, em xin lỗi anh rồi đấy. Ok chưa? Ừ. Ăn mẹ ăn vịt à? Con ăn cơm chưa? Rồi ạ. Ăn thịt vịt không? Không. Ngon cực. Không ạ. Đi ra chơi đồ chơi. Vài múc, Nhỏ mông. Mệt không con? Mẹ suốt ngày chúng quánh nhau. Hôm nay chúng nó vừa đấm nhau một trận mẹ long trời lở đất xong. Mẹ nó phải lên quánh cho cả hai thằng xong bắt chúng nó ôm nhau rồi xin lỗi các kiểu. Đau đầu lắm các bạn ạ. Để lấy hôm mới á. Thực ra ăn thì... Ai đấy? Mẹ quay. Ui dồi ôi. Ơ mẹ bà vừa không hả? Đâu con lấy lại mẹ xem nào, mẹ chưa nhìn thấy điện thoại của bà. Con bật lại mẹ xem nào. Đâu giờ lên đây bố xem nào. Chỉ thế nào. Chắc là bỏ lắc lắc ok không? Hả? Bỏ lắc lắc ok không? Bỏ lắc lắc á? À? Đúng. Con sói ăn mì tôm không? Ui, hai thằng con nhà tôi nghiện ăn mì tôm sống quá các bạn ạ. Cứ kiểu chúng ăn no đến đâu rồi, kể cả ăn cơm rồi nha. Mẹ bóc quả mì tôm sống ra cái, cả lũ chạy ra kiểu hào 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 hào. Chúng nó lắc nó bắn cơm được. Bố lắc làm gì rồi bố? Xem bên này, tục xoài xem bên này. Xem bên này bố bắn không? Bố bắn luôn. Hôm nay mình bắn tôm được. Từ từ đã, từ từ đã. Mỗi người một miếng. Không phải đâu mà. Như nào? Không phải là ghế này. Thế là như nào? Không phải là ghế này. Thế làm như nào? Là cái này không phải đâu mà. Không biết tại sao nó thích ăn miếng to cơ. Ờ, nó không thích ăn miếng bé vừa mồm đâu. Thích phải miếng to xong nó ngồi nó gặm cơ. Thề có điên người không? Ừ, thế phải làm như nào? Phải làm như mẹ không làm bảo chứ. Con ăn thử miếng thôi mà. Ướp thịt này. Đấy. Ủa, to thế á? To thế làm sao con ăn được, mồm thì bé tí. Ăn miếng bé này thôi. Không bé đâu. Thế là miếng này to này. Đấy, ăn rơi hết xuống này. Tôi mà nhờ nó nha, Nhu Nhi đi lấy cho bố cốc nước nhá. Mẹ thằng này lấy cho đúng 2 giọt. Mẹ nó mà nhờ nha, Nhu Nhi lấy cho mẹ cốc nước. Nó lấy một cốc đầy, mẹ uống bứ đi thôi. Ăn nước luôn. Ừ. Dí vào. Đấy. Thề. Bình thường lấy nó lấy cho bố là nó lấy bằng đấy đấy. Uống này lúc mang ra mình chẳng có cái gì. Thằng anti-fan này. Đam mê ăn mì tôm sống ấy. Coca vị cam á. Ok, nào đi lấy Coca nào. Từ từ. Đi lấy Coca xem nào. Vị cam đây. Coca-Cola đây. Cam. Ok, cốc nhầm. Cái cốc đâu nhở? Nhầm. Đây, bố thấy cốc của về đây, bố lấy cốc cho nhanh lên. Ừ.
Ai bảo? Nó. Như gì á? Bà có không? Bà về bà mang con đi. Bố bảo có một quả coca. Coca. Có một quả coca. Bố bố mở lúc con bởi. Xem tivi á? Không được. Mệt không? Mẹ, cái gì cũng bố. Thằng Tùng cũng thế. Bố ơi, con chơi điện thoại được không? À, không được đâu, mẹ không cho đâu con ạ. Bố chỉ cần bảo là Miu ơi, cho nó chơi điện thoại một tí là mẹ sẽ cho mà. Mẹ điên người không? Học đúng kiểu văn của mình luôn ạ. Được xem nữa. Ok không? Ok. Mệt không chịu được. Xuống đây đúng không? Cả đi một đêm đi. Đấy, xong rồi suốt ngày ăn sô-cô-la. Mẹ nó nghiện sô-cô-la. Bạn bè tặng, mẹ fan hâm mộ tặng. Thỉnh thoảng không có ai tặng thì lại tự mò đi mua. Nhà lúc nào cũng có sô-cô-la. Thế là mấy thằng này lớn lên thỉnh thoảng được bón 5 miếng sô-cô-la thế bị nghiện. Nói qua với cô trước. Không có gì cô nói chuyện với em đội cháu. Thơm lại. Thơm nghiêm túc tử tế. Ok. Trời, đáng yêu không? Còn tôi đấy. Như thằng giặc rời. Túc. Mũi đâu? Mũi mà, mũi đâu? Em như thích em trai em gái nhỉ? Em banana. Em banana. Nào, đi xuống tầng 3 nào. Ông bà ơi. Đi xuống tầng 3. Ông bà ơi. Thế bố bảo là để bố khám cho, tại sao không nghe hả? Thế thôi xuống tầng 3. Nào, mũi đâu? Mũi mà. Hai quả này để kiểu gì đấy? Để như này. À? Ở dưới. Nào. Lại uống coca. Uống lắm thế nhở? Vào tay, vào tay. Nào, ngồi thẳng dậy. Nào, quay đây cười em nào. Quay đây cười bố xem nào. Quay đây cười nhanh lên, còn được xuống tầng 2 nào. Cười tươi, cười hì hì nào. Thế thôi, xuống tầng trò, xuống tầng 2. Ok. Thế thì cười hì. Nào, quay đây cười hì hì nào, nhìn vào đây. Thằng đứt thanh môi này. Trông buồn cười ấy thì. Nào quay đây bố bảo. Thế đi số tầng 2 với bố nhá, ok không? Nào từ từ đội lấy mũ đã. Rồi, ui, trông đỉnh cao đấy. Quay đây cười em à. Nhi, quay đây cười em nào. Con có nghiêm túc không? Nếu không bố không cho xuống tầng 2 nữa nhá. Nào cười hì hì. Hì hì. Ok, bố lấy rồi, bố lấy rồi. Bố lấy rồi. À, tôi nhớ rồi. Hôm này là cái hôm lên thử váy. Cái hôm mà tôi thua kèo cờ tỷ phú. Xong rồi lên lấy váy của mẹ Lý. Ừ đấy, mấy cái trông đấy. Từ từ có cái nào khác trông.
Không, cả đây trông tối quá. Nhiều váy vậy. Cái trông được nhất. À, cái này, đây. Cái này. Cái đấy dài tay. Đâu ngay, ba lỗ mà. Ờ, ok, trông đấy được. Đấy, lấy cái đấy với cả cái này ở đây lấy hai cái, mượn mẹ hai cái đi. Đây, anh bảo thay thử đi. Đây có cả cái này nữa này. Có em có vài váy hoa này trên tầng 5. Tôi nhớ hôm đấy, hôm tôi có ngồi xem lại. Có đoạn thằng Nhu Nhi bị đập đầu vào giường nhưng mà đéo hay biết cả, buồn cười lắm. Không. À không được chờ đấy nữa, nó bị hỏng đấy con. Thằng Nhu Nhi nghịch không? Đấy, đấy, mà suốt ngày nó như thế. Lý tôi nhiệt tình vãi thế. Không phải, không phải, không phải. Cái này không vừa. Cái này không, cái eo này nó lại đằng trước đây. Cái này có eo. Cái gì? Cái này cũng không kéo khóa. Kéo khóa là vừa. Yeah. Em chụp cho từ từ đứng yên, đứng yên. Kéo khóa. Yeah. Đây là mày ăn này. Yeah. Khổ đấy chị. Đau đây, đau bà, xin lỗi bà chưa? Ngồi trên giường ấy, ngang thôi. Chụp ngang á? Hay là mặc màu đen này? Không đen, cái đấy với cái này chẳng khác nhau đâu. Đúng rồi, nhưng màu đen nó đỡ. Chụp ngang á? À, chụp dọc, chụp dọc. Ý là phải chụp ngang người như này. Chụp lại đấy. Mẹ còn cho mượn cái túi á. Mẹ lý đỉnh vậy. À đây đây đây, xong thay váy cho thằng Nhu Nhi. Xem hoạt hình ok không? Tề trông có xinh vậy. Nào Nhi đứng yên nào, nhìn mẹ, nhìn mẹ. Nhi ơi, Nhi ơi, Nhi ơi. À Nhi đeo cặp của mẹ nhá. Thôi chụp đi, đừng cho đeo. Đã chụp rồi. Nào. Mẹ. Nhi, đứng đây. Nhìn mẹ nhanh lên, còn đi xuống tầng 2, còn xuống tầng 2 không? Đứng yên, đứng. Ui, có mũi kìa. Nào, ui, có mũi kìa, cái có mũi đậu ở mẹ kìa, nhanh lên. Xinh vậy anh thề. Mũi. Đấy, có mũi kìa. Mũi to đấy. Ui, có mũi kìa, Mẹ em sao trông tôi tèo thế nhở? Nào. Cái gì cơ? Cái gì đó là. Có phải nói tử tế chứ, nào máy xúc cần bỏ sò tiếng Anh là gì? Cái gì đó là. Nói cả tiếng Việt ra xem nào. Máy tiếng Việt là gì? Máy xúc gì cơ? Em tìm hiểu.
múa vãi trưởng múa. Có má, con có mặt đi hôm sau đi đi đây đâu? Đây, được được. Được không? Anh đừng có gồng lên nữa. Đây cho kéo cho một tí. Đây đây, kéo cho một tí. Không kéo được mày ạ. Đây. Kéo được một tí thôi. Đây. Đây 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 ông nhìn này, mẹ nó lộn 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 đập mẹ phát vào giường, đéo ai để ý luôn. Đấy. Đấy. Điện thoại đâu? Điện thoại đâu? Đúng khổ tất cả con tôi mày. Không ai quan tâm luôn mà. Đây em bảo để cái túi này của em được. Đây là túi của Trang đúng không? Túi của Trang là đeo lên. Chính là tôi mặc váy chụp với cái thằng Nhu Nhi mặc váy được cái ảnh xinh vậy đấy thì thấy chưa? Cảm ơn bạn mới donate nha. Hết rồi. Đây là hôm thằng Ben sang nhà tôi xong nó bị xòe. Đứng lên xem nào, đứng lên dơ mấy cái vết ra xem nào, xem bị bạm này rõ. Ui, đây là bầm dập phần mềm thôi không sao. Đây là bị xước quệt qua. Cái này cũng xước với cả bị bầm thôi. Đâu nữa? Đi, nhiều thế. Khổ đấy, chịu được. Giờ nhào cho anh. Bây giờ định mẹ cho con này ra trước đi. Từ 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 nhá, con này để xem trước đây. Mẹ nó quay được. Mẹ. Hôm đấy là bọn tôi dọn phòng. Bọn tôi chuyển qua mô hình sang góc khác. Quay cái view ạ. Em mình quét đặt trước. Quét đặt trước xong rồi kê tiếp, kéo tiếp. Đeo chổi của mày. Ra đâu, kéo đấy. Quay lắp mà. Mấy lại con này cũng đéo sợ đúng không ạ? Con này có hai đầu, có vỡ một đầu thì vẫn còn một đầu để thay. Cọ thì nó để lại cái vết dính ở đây, bóc này phát là đi luôn. Hiểu không? Chả cho nó sáng mất. Sáng đéo gì? Đấy, tao bóc được một nửa. Ôi. Nó đào luôn ấy. Không thật, bây giờ bạn tâm trạng của bạn dồn nén vào hết cái băng dính này đi. Đấy. Xả ra nó, bất tức. Bất tức giận. Mẹ thằng anh nó nhờ sang nhà bê hộ con mô hình cọ cho tí băng dính thôi, mặt nó xị vào. Cọ lâu vậy đấy. Đam mê như một ngày nghệ thuật. Nghệ thuật rồi, nghe không? Nắng nón theo bạn hiểu không? Ui, thôi, cái này dài lắm, tua đi nhá. Ui, xem này hết buổi đấy. Cũng được mà anh. Cũng được mà. Đứng ra mày luôn đang xong này. Dán lại. Sao mà trước. Không ra. Bây giờ mày... Xong anh thay đổi ý định là... Bây giờ nào mới bay xuống. Đây. Hết buổi đấy. Đậu hả? Đi phải, nó là một câu chuyện. Ôi, phải,
buồn già lắm, tí vợ ấy kể cho. Ui mày còn ôm nó thì à lên tầng 5 thì phải nói nhỏ nhá, tầng 2 thằng con tao ngủ tầng 5 ôm đếm dỗ ngủ nhá, nếu mà nó dậy à. Mày kéo góc 17 chưa đây? 17 rồi. Ủa sao nó bé đấy nhở? Ừ phải 14. Ê nhưng mà máy quay của anh có filter không? Phiêu vãi liền luôn này. Không để nó mất cái mụn đi. Mụn mất cái mụn đi. Mày vào toàn xóa đi không? Cái mụn nó đi theo mày theo đi. Mẹ thấy 2 tháng rồi anh ạ, vãi review canh. Bây giờ anh bảo các em nhé. Cặp loa này là vô cùng đắt tiền. Mình làm mẹ các em phải hết sức cẩn thận. Buồn cười quá liền. Hôm ấy mới mua được cặp loa. Gọi các em sang nhà dọn nhà chuyển mô hình để anh em lắp một cái bà tạm để bê cặp loa lên anh em nghe thử xem có hay không. Mẹ các em háo hức về đây. Đến khi lắp cặp loa lên xem đến khi lắp xong cặp loa lên nghe như cứt thì các em đi về hết. Các cặp số 2 đúng không? Ai đéo chịu được. Alo thằng không cẩn thận. Ủa, anh ơi, nặng 17 cân một con. To vãi. Không to lắm đâu, anh bê ra, anh đo bàn để bê ra. Đấy là một, còn hai là anh em mình sẽ phải lấy cái bàn này. Ok. Từ đẩy nút con này ra đã. Tay cầm đấy á. Mày điên à? Anh bảo hai thằng mày mang hai cái loa xuống tầng 2 trước đi, xong lộn cho bọn đây rồi đó mà tao lấy bảng cho nó nhanh. Để hai cái loa ra tầng 2 đi. Yes, mày phải đóng cái cửa vào chuẩn bị, mày rút cái bàn lên. Để nha, tao kéo đồ ra để mày rút cái bàn lên. Bây giờ mày rút ra này. Đấy. Em biết là em chạm bên này kéo bên. Cửa đã nhiều đồ. Đéo ra được à? À, bị mắc cái này, thế mang cái này ra. Ừ, đấy lôi ra được không? Không được rồi. Ừ, được mà. Đấy. Ủa thực ra cái bàn này là đẹp rồi. Thì phải, tao đéo nghĩ là một ngày tao sẽ lôi cái bàn này ra đây. Cái bàn này ngày xưa tao mua để tao làm ảo thuật. À tao quay mấy clip ảo thuật đi mẹ. Định là cái bàn này ra. Đây là cái chanh. Lúc đầu tao. Nhưng cần cái bàn này thôi là xong à? Thì tí anh em bắt loa lên ok. Thế mày định để loa dưới đất à? Thôi bàn nó to. Ô nhưng mà mấy hôm nữa anh có bàn mới là anh phải mua cái chân loa nhá. Chân loa anh cái đặt bàn lên làm cao lên luôn. Không. Đây, xong rồi. Xong rồi. Đi. Đấy, tạm thời bàn bé bé thôi mà. Ui, đéo thấy mụn luôn mà. Nhìn ơi, không thấy thật. Không thấy thật. Không thấy thật. Đó, hoàn toàn nhờ. Ôi, phim này nó có cái fake clean. Điều. Vãi lìn. Mịn à? Quá gì mẹ, đây là chỗ lắp bàn mà sao chúng mày lại để thùng ở đây? À, em biết em để tạm. Tú, đi tìm cái chổi lau nhà. Xem ở trong cái chổi, chổi ở trong viện vệ sinh có lau cái này đâu. Từ từ, lau làm gì? Anh em đạp bẩn hết mẹ rồi. Tí tí lau. Trong hoàn cảnh cái lúc bọn tôi lắp tạm là trông nhà các bạn bây giờ bàn trông hơi bị đẹp luôn đấy. Mẹ nó còn đung đưa cơ thế. Demo chơi à? Để phát là đầm luôn mà. Đi rửa tay cho đi bóc. Lại mà, màu trắng. Màu trắng thì đây. Đúng rồi, đúng rồi, rửa tay. À nhưng mà từ từ. Em để bật chuông thôi ạ, nghe người ta gọi. Trong nhà quê đéo chịu được. Này bé này, điện mang nốt cái này lên đi. Vừa mua xong để đi đá bóng. Uầy,
Lôi mẹ cả cái đèn chiếu. Ôi cái đèn chiếu này thằng Nhím nó tặng tôi phải 3 năm mẹ rồi. Lôi trong kho ra vẫn dùng được ạ. À. Đỉnh vậy cứt. Thua phải đi nhặt anh. Ui, chưa qua. Nhìn được. Chưa qua, nhìn lắm, em nhìn lắm. Có nhìn lắm, để cái gì lên ấy, cho nó bắn rơi xuống thôi. Qua đây. Rảnh đéo chứ. To hơn đấy. Không biết là bắn cái gì. Chúng có để lọ Blackberry lên trên cho chúng có thia thằng nào bắn được trước. Nào Nhi vỗ tay lại bố xem nào. Nào Nhi vỗ tay nhào nhở. Chồng có ghét không? Thế ngứa mắt thực sự. Bố hỏi đi. Bố hỏi Nhi đã. Nhi bố hỏi tôi đi mà. Hôm nay con chơi còn vui không? Vâng. Hôm nay chơi gì kể kiểu sao nào? Chơi cùng các bạn thật là vui. Nhưng hôm nay đi đâu? Cái đấy pin nữa. Đi khu vui chơi. Con đi khu vui chơi á? Đúng vậy bạn. Thế đi khu vui chơi có trò gì chơi nhỉ? Con chơi trò bị đỏ bóng. Đập đồ ăn cắt thật cho. Bạn nào? Con ăn. Bố mặt con này nó phải thường cơ bố ạ. Đừng sờ vào. Đừng sờ vào. Ăn gì? Mày ăn gì rồi nào? Con bị đau dạ dày. Cái gì cơ? Mami. Nghiêm túc bố hỏi. Mà ăn mà đau tôi xích bỏ cay. Ăn mì tôm tôi xích bỏ cay á? Đúng. Thế lúc nãy ăn gì rồi? Lúc ăn kiểu phải. Rất đau đầu thì. Ôi ơi, tuyệt vời quá, được. Ôi dồi ôi, tuyệt vời quá, kênh đội bóng đi fan được nút bạc rồi các bạn ơi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Không thể công nghiệp hơn. Yo, xin chào tất cả các bạn. Mình đang test lại cái micro của Sony được tặng. Đợt đấy mình mua cái máy này thì nó tặng thêm cái mic trị giá đâu đấy khoảng gần 6 triệu. Đứa trẻ con. Ui, nghe thử độ tập. Lóa thế nhỉ? À, có filter. Thôi nha, cái này bản quyền nhá. Con gì đây con? Con rắn. Con rắn á? Đúng. Đây là hai bố con tôi đang ngủ. Thế là bọn tôi nằm xem TikTok. Thế là thấy nó nhảy flower. Thế là thằng Nhu Nhi bảo tôi là hay là bố với con xuống tầng 2 quay nhảy đi. Thế là tôi với nó đi xuống dưới quay. Buồn cười vậy. Quay được mấy cảnh nó nhảy buồn cười vậy. Nhưng mà tại vì nhạc bản quyền nên là thôi nhá. Đây 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 tổ chim của các bạn đây. Tổ chim đây các bạn đây. Đến rồi. Yeah, hello chào tất cả các bạn. Hôm trước live stream mà tôi có bảo các bạn là nhà tôi tự nhiên có con chim mới làm tổ. Nên là hôm nay tôi sẽ mò lên xem một tiếng cái đấy clip tổ chim ạ. À tôi bốc phép. Tôi vừa mới ngủ dậy nên là mặt tôi hơi sưng thì các bạn thông cảm nhé. Vợ tôi bảo là nó làm tổ ở cây lộc vừng.
phải cây này. Đây là bộ bàn ghế mà thỉnh thoảng để bọn tôi nhậu với cả ngồi để đánh cờ. Trên tầng 7 không quá. À, đây. Ui, nó làm tổ chim ở trên cây. Cây này là cây tre cảnh hay cây trúc cảnh hay không ạ? Ừ, nó làm trên này chứ. Buồn cười vãi. Đấy, có 3 quả trứng luôn nhá. Đấy. Ồ, có trứng ở trong này luôn ạ. Ê này. Ê này. 3 quả. Nhưng mà câu chuyện là hình như chúng nó bỏ con rồi không ạ? Đéo thấy nó quay lại nữa. Thế bây giờ mình xử lý cái tổ nó như nào nhỉ? Trứng gì? Trứng chào màu quá. Bây giờ làm sao để cho nó quay lại, nó ấp tiếp. Bây giờ nó, nếu như nó ấp tiếp thì nó có đẻ được không nhỉ? Nó có nở ra thành con được không nhỉ? Không, nhưng mà nó không quay lại thật. Thì kiểu cảm giác buồn vậy đấy. Nó đẻ xong rồi con nó ở đấy rồi. Xong rồi tự nhiên kiểu nó bị sợ hay là bị làm sao đấy. Thế nó không dám quay lại nữa. Buồn dã man. Nó bị bắt rồi à? Mấy phát nhà kia liệu mai bay kênh không? Cũng không biết được. Mai bay thì tính sao vậy? Không sao cả. Hay là thôi tí nữa tôi ẩn cái clip này đi nhá. Nốt ngày hôm nay tôi nghỉ luôn mà các bạn. Nên tôi ẩn cái clip này đi nhá. Để coi như hôm nay tôi không live stream đi. Coi như hôm nay anh em chỉ ngồi mấy anh em biết với nhau thôi. Xem clip cũ với cả là xem tổ chim thôi. Tí tôi ẩn mẹ đi thế là xong. Nhà mọi người vẫn nghĩ là là tôi nghỉ phát đến tận ngày 30. Nhưng mà mấy cái này bây giờ tính như nào nhỉ? Bây giờ mấy cái tổ chim mình tính như nào nhỉ? Bây giờ có mấy trường hợp nhá. Một là có thể là bố mẹ nó đã bị bắt rồi, đúng không? Hai là tại vì nhà tôi có người đi lại nên nhìn thấy nó sợ quá nên nó không ấp nữa. Ba là có thể là nó vẫn ấp, chẳng qua là nó đến vào lúc đêm tối hay là nó có một cái giờ nào đấy nó đến sáng sớm chẳng hạn. Nên là mình không biết. Bây giờ mình phải đặt một cái gì ấy làm dấu ở trên này để mình xem là nó có động vào hay không. Ừ. Hay là tôi đặt một cái máy quay ở đây nhỉ? Xong rồi thỉnh thoảng tôi lại lên check suộc xem mà có cái gì không, mình edit lại thành quả clip là mình theo dõi hành trình của chúng nó xem mà chúng nó có ấp trứng nữa không. Biết đâu nó vẫn ấp xong rồi nó nở thành con thì uầy. Kiểu mình giống mấy ông già vãi đái luôn ấy. Thề ngồi nghiên cứu vậy. Thế để tôi đặt máy quay nhá. Đặt máy quay xong anh em mình cùng nhau nghiên cứu xem mà cái ổ này nhá, nó có làm. Uầy, nếu như mà nó vẫn còn đang nuôi con mà nó ấp xong rồi nó nở con ấy. Thì mình có quả clip vãi cứt luôn đấy các bạn. Đỉnh đấy. Cảm ơn Thao nhá các bạn nhiều. Không, thực ra nếu như lắp cam thì nó không khó. Lắp cam thì thường thường là mình sẽ không record vào thẻ nhớ. Thế nó nóng máy lắm. Tôi lấy một cái cáp chờ cạc về xong rồi tôi kéo. Xong rồi tôi cắm một cái bộ jammin pin ở bên ngoài là nó cứ chạy suốt được 24/24 à. Xong mình record vào trong máy thôi. Full HD thì thoải mái. Mẹ bổ cứng khoảng 10T nha, là thoải mái record cả tuần. Cái quan trọng bây giờ vấn đề là không biết nó còn nuôi hay không thôi. Nó không nuôi thì mình đặt vào đấy mất công, phí thời gian. Sao lại luộc, mẹ các ông nói thế. Đây là các ông ăn sổi rồi. Bây giờ thì nếu như mà, nếu nha, nói hơi ác một tí là nếu như mà đặt vào tình huống là mình sẽ làm sao để cho thành thức ăn nhá. Thì việc luộc 3 quả trứng này xong bỏ vào mồm nhai phát nuốt phát xong. Nhưng mà nếu như mình theo dõi nó thì sau này nó sẽ nở thành 3 con chim, hiểu không? Mẹ, 3 con chim thế là được một đĩa. Mẹ, câu chuyện nó khác. Nhưng mà không, đấy là câu chuyện nói vui thôi. Chứ còn tôi muốn theo dõi xem là nó nở như thế nào, xong nó sinh con, nó sẽ chăm con như thế nào. Xong rồi sau này kiểu khi nào nó lớn rồi nó sẽ đi nơi khác sống. Xong rồi nó sẽ kiểu cảm ơn anh Độ Mixi, bọn em ở đây thế là ok la rồi, bọn em đi đây. Thế nó mới đỉnh cao. Nhỉ? No.
Cảm ơn đập trứng cút nhá. Ơ kìa. Ô. Ô, chuột hết pin à? Ô mẹ hết mẹ pin à, vách cả cứt. Wow, xem có người bắn ao làng PUBG không nhỉ? Làm cái ao làng PUBG xong anh em nghỉ là hợp lý nhỉ? Chia tay nhau từ đây là chuẩn bài rồi này. Đỡ vương vấn này. Ồ, cảm ơn các bạn mấy donate nhá. Hay, có gì chơi không nhở cả nhà mình nhở? Yeah. Tao làm con nhở. Tao làm cái ao làng PUBG không nhở? Ok anh. Ok em. Ok luôn. Lâu lắm mà không bắn. Tao tạnh mưa cho nhà em nhở? Chưa nè. Bọn này vẫn đang mưa nè. Mưa kiểu lay lắt lắm. Ui mẹ, mưa kiểu này mà ngồi nghe nhạc thì mẹ quên đời. Ui, hợp lý chứ. Các em chốt đi. Em chốt luôn. Còn sớm mà. Ok. Thế thì thôi. Đi thôi. Em ở dưới nhà anh rồi này. Ok. Làm trận đi nghỉ anh ơi. Làm trận nó nghỉ nhá. Ok. 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 Đây, làm trận nó nghỉ xong anh em qua nghe nhạc tí nhá. Ok. Ok. Em đi luôn nha. Nghe quần hút thế nhỉ? Anh rủ thầy chứ okay, anh. Ok anh. Uầy, mẹ nói thầy dỗi đấy, mẹ nãy. Thầy hóng lắm. Tí nữa đã làm xong giải đã xong là nhắn. Xem mà thầy qua không? Thầy qua kiểu đéo tối thầy chả ọp. Rồi làm trận ao làm PUBG xong nghỉ nhá các bạn nhá. Hôm nay chỉ đến đây thôi nhá. Đẹp dài quá, thế đỉnh vãi cả cứt. Cảm ơn đại nha các bạn nhiều. Ê, nói thật với cả các bạn là tháng này tôi xong hết rồi. Nên là thực ra là cái việc mà tôi like ngày mai ngày kia thì tôi vẫn like được. Nhưng mà tôi nhường lại hết giờ tối cho mấy anh em đang bị thọt tí để mấy anh em like buổi tối. Các bạn yên tâm là vẫn có người like nhá, không phải là tôi. KPI tới rồi. KPI tới. Các bạn cứ coi như là tôi đi mổ mắt rồi đi. Và coi như là cái buổi live stream hôm nay là các bạn chỉ xem thôi, tí nữa tôi ẩn clip đi là xong. Đúng không? Hợp lý chưa? Deja vu. Chia tay lần nữa nào. Cảm ơn qua nhá. Chế độ bình thường là chế độ normal hay chế độ đéo gì nhỉ? Normal thì bo hơi mất dạy nhỉ? E-sport nhưng mà anh giảm đam của quả nết xuống còn 10% thì có hợp lý không nhỉ? Được anh. Ôi, em cho thằng tài con bắt anh nhé. Ừ. Nó xin luôn. Đấy, bắt đây. Uầy. Lo của anh Độ nghe hay quá liền anh thề. Ngồi xin mẹ đi thằng ấy. Nghiện đấy bé ơi.
Mà nó khác cái lo em nhiều quá nhỉ. Ok kìa. Mẹ nhiều là đúng rồi. Hơi khác một chút chứ. Export. Bố nói lại một câu nữa anh Trần à. Alo. Cái mic của em bị nhiễm điện đấy nha bố nha. Giờ mình tạt nước vô cho liền đi xuống đất hay sao? Không, em xem lại anh xem là hết trên đây. Không, nó không hết được. Thôi để hôm nào qua nhà anh chỉnh cho. Tại vì cái này phải dò lại hết dây xem là nó bị dính ở đoạn nào. Trước anh cũng bị mà. Ok. Nói nó bị xòa xòa ấy, nghe nó khó chịu lắm. Dạ. Cảm ơn trường nhé, chúc mừng sinh nhật em. Cảm ơn em. Được rồi, thì mic em ok không anh Đỗ? Em nói lại xem nào. Alo, alo. Không được, mic của em phải hát một bài cơ thì anh mới đánh giá được. Alo, alo, mic em bị sao anh ơi? Vẫn xòa. Vẫn xòa. Mẹ bị xòa không anh? Không, mày hỏi thằng nhím xem, mic thằng bô xòa thật mà. Em biết mà, nó e e nhẹ nè. Không, nó phải e, nó phải e đâu, nó xòa hẳn đằng sau luôn ấy. Thế để em rút ra ghim lại coi. Nó để cái hên to quá sao? Không bạn ơi, cái này nó bị nhiễm điện rồi. Ngày xưa tôi bị mà, tôi biết mà. Ok chưa? Alo, alo. Vẫn xòa. Vẫn bị. Ngoài phết chứ. Mẹ mày, thằng nhím tốn qua lừa tao nhá. Ok chưa này. Mẹ làm đóng tao rồi. Gọi một đống đồ ăn ra xong mẹ mày đéo ra. Nó wow. Chơi cờ với em đến 10 giờ sáng anh. Chơi cờ. Anh chửi đi. Chửi đi anh ơi. Con mày đấy à? Ôi, toàn công ty anh em ra ngại lắm. Tôi ngại thì phải nói luôn từ đầu là đéo ra. Mẹ người ta ra người ta gọi một đống đồ rồi xong rồi đéo ra. Đúng, mẹ nào làm việc không chuyên nghiệp gì hết. Em hỏi nó tại sao vẫn còn đang ngồi chơi cờ. Thế là nó còn cười khanh 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 cười anh ạ. À. Lom do. Được anh đầu mi xì rồi. Quay làm gì mức đấy bro. 5:30 tao về tao mẹ ngồi vào máy vẫn thấy nó đang ngồi đi cót. Ôi. Chẳng lẽ tao vào tao sấy một trận. Là sao em ăn bù anh ơi. Tao đi anh. Thôi thì qua nhà anh nghe bài nhạc gì. Ok anh ơi. Quay nhím gần đây đấy anh. Ơ mày hôm nào, hôm nào mày rút đinh nhở? Chắc là tuần sau anh ạ. Tuần sau à? Sao? Tháng này mà xong rồi sao rút sớm đi cho đỡ ảnh hưởng tháng sau. Tại thứ bảy chủ nhật người ta không ấy chứ. Thứ hai lần nữa. Thì ấy thì ngày trong tuần thôi. Mày quà mẹ anh với ông bố rút cho nhảnh nhớ gì. Mày ngày xưa tao theo ngành đi đấy. Ôi dồi. Thằng hết lạc sinh phát của cho mày. Ờ cho nó đi. Em, mày hại bao nhiêu người rồi. Hello, thật, ngày xưa học cao đẳng y tế đó bro. What the fuck? Ai? Tôi. Cái luôn học lớp 9 xong người ta cũng cho thi đại học á? À, lớp 9 là câu chuyện content thôi. Hỏi khó thế. Lớp 9 là câu chuyện content thôi, mong biết hiểu không? À, thế là tôi bị lừa hơi lâu rồi. Xin lỗi ông. Ừ, học cao đẳng ấy, có bằng đàng hoàng. Các bạn chuyên chuyên đi chích kia trong người đi bẻ cắm kim là tôi bị em chứ. Ôi thầy ơi, tính có qua nhà anh chơi không đấy thầy? Dạ. À, thôi anh là thôi anh em thôi làm gì? Dạ, anh nói đùa thế em lại để bụng em lại dỗi anh à? Cầu anh ý. Anh ý. Em ý. Anh nói thế thì thôi. Ôi giời, em mà anh nói đùa mà. Thôi nhưng mà nghỉ mấy hôm nữa anh đi có việc rồi anh em phải tuần nữa mới gặp nhau. Anh em nghỉ hôm qua nhà. Thật đấy. Thật mà.
Anh Độ đi quay MV ở đâu ấy? Anh Độ nói thế vào. Rồi nhá, anh em nhá, các bạn thông cảm nhá. Phải rồi đi. Xa rồi. Cả anh Độ mình thì. Hết người chưa nhở? Tôi cười. Thế tôi mở phòng nhá. Thì mà có kèo rổ ọp. Ôi là mấy anh cái bụi chương nghiệp tao ấy. Check tên tao cả em à. Ôi em không. Thích tôi thằng 28 rồi đấy. Em này có 4 thằng cuối anh ơi. Cút. No name mày. Thằng nào nữa check kỹ tên em à. Ô thằng này bị bay màu rồi này. Ô 85 tài con 90 solo G 12 mát kích hết. Vì một trận đấu vui vẻ. Kích luôn số 40. Thằng tài con bây giờ toàn bắn Valorant thôi, bắn thế đéo được PUBG. Mày lo. À, tí nó bắn cho bệnh nên nè. Bắn nó bệnh luôn đi anh. Anh Độ không bắn à? Anh không, anh cát thì anh bắn đéo. Anh vào bắn mất cân bằng quá. Toàn anh tự tổ chức xong anh toàn tự lấy giải thì mẹ thế nó vui đéo, nó không phải là một. À, anh Độ Messi ơi. Em còn một cốt 10 đô chưa lấy nha, anh Độ Messi nhá. Cốt đéo gì? Đầu lắm rồi đây. Rồi bắn đi, chúc anh em anh bắn nhá. Ok. Anh sủi luôn. Như nào nhỉ? Lâu léo thao tác mẹ quên cụ nó hết rồi. Đầu tiên là phải chạy intro. Trước khi chạy intro mình phải nói: "À là các bạn nhỏ ơi." Chào mừng các bạn quay trở lại với giải Ao Làng diễn ra vào tối thứ 3 và tối thứ 7 ngẫu nhiên. Như mọi khi với phần thưởng 20 đô, quy ra là đâu đó khoảng 500.000 Việt Nam đồng. Và ngày hôm nay với thể thức solo, với map Erago, với những gì quá quen thuộc với giải đấu Ao Làng rồi, chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu ngay sau đây. Ở khu vực Mitari Bay,
là sự xuất hiện của Rambo. Và gần đó là sự có mặt của Lee Hòn. Lee Hòn ưu tiên cho mình một chiếc xe trước, sau đó thì mới lút đồ, trái ngược với Rambo. Rambo hiện tại cũng đã có mình được một combo đồ 2 và một khẩu AC-32. Soulkill là người có mình mạng đầu tiên trong trận đấu này. Và người vừa nằm xuống là Goreng. Một đường bay không quá khó đối với các player chúng ta. Một đường bay từ khu vực bên dưới bản đồ lên trên đồi Stabbo. Và một cái vòng bò đầu tiên lệch xuống khu vực Mitari Bay. Lợi thế rất nhiều cho Rambo trong trận đấu này. Gần đây thì phong độ thi đấu trong những giải đấu ao làng của chúng ta đối với Rambo thì cũng không được tốt cho lắm. Nhưng mà hy vọng là với những cái lợi thế nhất định như thế này, Rambo có thể có một cái thành tích tốt trong trận đấu solo ngày hôm nay. Refund DJ Chip nằm xuống bởi vị trí của Quaisama ở khu vực nào đó trên bản đồ. Còn đây đang là vị trí của Đức Hò Lè. Cũng là một khẩu AUG. Và bên dưới đang là vị trí của Hột Lè Thần Kỳ. Hột Lè Thần Kỳ là một trong những player tham gia giải đấu online của chúng ta từ rất lâu rồi. Và thành tích tốt nhất của Hột Lè Thần Kỳ từ ngày xưa đến bây giờ là giành được top 2 vào năm 2020. Thời điểm đó là ngày 17 tháng 8 năm 2020. Hôm đó thì Hột Lè Thần Kỳ đã có mình được 3 kill và nằm xuống bởi một player nào đó tôi không nhớ lắm. Dương vừa có mình mạng của Thomas với khẩu AKM. Tuy nhiên chúng ta hãy cùng chờ đợi pha giao tranh của Hột Lè Thần Kỳ cùng với vị trí của Đức Hò Lè. Hột Lè mới chỉ có mình ở bóng mai có mình mạng của Tài Con. Nhưng mà tài con này tôi không biết có phải là tài con thật không hay là một tài con nào đó. Một tài con có chữ HV ở đằng trước. Và nếu như thực sự tài con đã nằm xuống thì những danh hiệu ông vua ao làng của chúng ta tất nhiên là vẫn thuộc về tài con rồi. Sấy từ vị trí của Hột Lè, không có viên đạn nào trúng vào vị trí của Dep cả. Dep đang đi xe di chuyển sang khu vực bên phải và có lẽ là Dep đang muốn tiếp cận vào gần hơn khu vực vòng bò. Rất nhiều viên đạn được bắn ra, Dep vẫn bảo toàn được cho mình 100% máu. Ở khu vực Lipoca chúng ta có sự xuất hiện của Hoa Trung cùng với vị trí của Not Bapic. Quãng đường di chuyển sẽ là khá xa và có lẽ là Dep Nguyễn sẽ phải tính cho mình cái phương án là đổi xe. Khi mà lượng xăng bây giờ chỉ còn lại đâu đó khoảng 1/4 mình mà thôi. Đi qua một chiếc xe Dacia rồi nhưng mà anh vẫn đéo quan tâm cho lắm. Có lẽ là Dep muốn... À đây rồi, quay lại. À không, Dep sẽ bị bắn bởi vị trí của trong pin. Sau màu. Một viên đạn nữa rồi. Khá thiếu chính xác. Mặc dù cấu được 94% máu rồi nhưng như thế là chưa đủ để có mình mạng đầu tiên trong trận đấu này đến từ vị trí của Trọng Bì. Và Đẹp Nguyễn vẫn sống sót một cách thần kỳ sau loạt đạn vừa rồi. Tuy nhiên nếu như mà cứ cắm mặt di chuyển như này thì nhiều khả năng là Đẹp sẽ gặp vị trí của Hanakoshi. Husu vừa có mình mạng của Thúy Thu rồi. À Huy Thu rồi. Hanakoshi là một trong những player vừa mới đi ngược lại khu vực vòng bò, có lẽ là để lút đồ. Còn bây giờ thì Dep lại gặp vào vị trí của Zombie. Rất khó hiểu do pha di chuyển của Dep. Zombie tiếp cận được vị trí của Dep Nguyên. Bây giờ sẽ có pha cây mai, tôi nghĩ là như vậy. Rồi tạm biệt Dep. À đéo bắn. Những pha lái xe và chuẩn bị bắn nhau giống như kiểu bộ phim Fast and Furious mười mấy mà vừa ra rạp xong. Vô cùng căng thẳng. Liệu Dep Nguyên có chạy thoát hay không? Liệu Trọng Bì có cho mình được mạng đầu tiên trong trận đấu này và có mình một chiếc hòm để có thể lút đồ? Chúng ta sẽ biết sau mấy phút nữa. Chiếc xe của Dep hiện tại thì hơi yếu máu một chút rồi. Và quan trọng là Dep... À thôi Dep dừng lại. Thôi Dep ăn cứt rồi. Dep đầu hàng rồi. Dep chịu thua. Anh Giai ơi. Rồi rồi, không có đồ, không có đồ. Rồi. Rất fair play đến từ vị trí của Trọng Bì. Không có một tí đồ nào. Là tôi lấy khẩu K28 ra tôi bắn phát ở mồm rồi đấy. Tôi chơi mẹ rất xanh chín luôn. Có đâu đó khoảng 2 phút để cho Dep có thể lút đồ và di chuyển được vào trong khu vực vòng bò. Một cộng một respect cho vị trí của Zombie. Và bây giờ Zombie sẽ có lẽ là đi lút thêm đồ. Tôi nghĩ như thế là hợp lý hơn. Hanakoshi như là đã di chuyển khỏi khu vực Mita nhỏ rồi. Còn lên trên đồi đang là vị trí của Quang Nam. Và bên dưới đang là vị trí của 66 Đồng Tháp. Một pha quan sát từ trên cao mà có lẽ là hơi mất thời gian một tí. Khi mà Đồng Tháp thì vẫn đang mổ thóc.
Còn bên này thì Quang Nam với chiếc holo và khẩu AUG của mình thì vẫn đang cố gắng làm cái điều gì đó khiến cho cái chat F3 chậm trồ. Đây rồi, vị trí của đồng tháp. À không bắn. Từ từ thôi. À đây rồi, vị trí của đồng tháp. Vẫn không bắn. Vị trí của đồng tháp. Vẫn không bắn đến từ vị trí của Quang Nam. Chỉ có một mình đồng tháp ở khu bên dưới mà thôi. Và quan trọng là Quang Nam của chúng ta lại còn không có cả giáp luôn. Ờ mày ngó này. Hà Việt Hoàng vừa có mình bạn của Truyền Phạm. Đưa lượng người chơi chúng ta quay trở lại còn 36 bữa này ở. Còn ở khu bên này, LP2023 đang chuẩn bị giao tranh với vị trí của Vinh Đẹp Dài vãi cả cứt. Vinh Đẹp Dài thì ở trên nhà hình như là không mảy may quan tâm đến vị trí của LP đang ở bên dưới. LP là một trong những team mà cũng hay bán giải ao làng của chúng ta. À, ông này thì buồn cười vãi cứt ạ. Ông này mặc giáp 2. Trong nhà vệ sinh có một cái giáp, mặc giáp 1 trong nhà vệ sinh có giáp 2 nhưng đéo đổi. Dường như là nghe được những gì mà tôi nói thì anh đã đổi được. À đây một quả nết với 10% lượng đam sẽ được ném ra từ vị trí của LP. Đéo đau. Vâng, các bạn có thể thấy là cấu được đúng một tí máu với quả nết chính xác mà thôi. Bong Min nằm xuống bởi vị trí của Nam Quân. Và ngay sau đó thì Nam Black có mình mạng của Bre. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem một khẩu shotgun của LP có giải quyết được cái câu chuyện của đối phương ở khu tầng 2 không. Mẹ đéo như thấy gì cả. Chào cờ luôn. Nhưng mà không sao cả, anh đã kịp lấy bình tĩnh rồi. Lại một quả flash nữa được ném lên. Trong khi đối phương thì quay xuống một quả nết. Nết đéo đau. Nết được 30% máu. Rồi một mạng quá dễ dàng đến từ vị trí của LP. Anh có mình một quãng thời gian khá dài để có thể loot đồ và di chuyển vào trong khu bo. Còn ở khu bên dưới này thì Rambo chúng ta đang chuẩn bị gặp nguy hiểm với sự xuất hiện của VNT Horn ở đây. Leon sau khi loot đồ xong thì đã tiếp cận được gần khu vực nhà C rồi. Rambo có lẽ cũng không cần phải vội vàng. Và giao tranh. Giao tranh có lẽ là một điều mà Rambo sẽ tránh ở những cái thời gian đầu của trận đấu như thế này. Một khẩu SKS ở khu vực đằng sau lưng. Cùng với một khẩu đéo gì đó vừa bắn với giảm thanh với bao cao su. Rambo di chuyển chủ động xuống dưới khu vực nhà xe dưới. Và có lẽ sẽ chủ động giao tranh một pha để có mình mạng đầu tiên trong trận đấu này. Cùng thời điểm đó thì Hanakoshi sau một quãng đường rất dài từ khu vực đảo lớn của Erangel đã có mặt ở khu Mitani Bay rồi. Bây giờ chúng ta cùng chờ đợi xem Rambo sẽ thể hiện như thế nào với vị trí của Leon đây. Một khẩu Berry. Lắng nghe được hơi thở của Leon rồi. Nghe cũng rất tốt từ vị trí của Rambo. Nhưng ngay sau đó thì Rambo nằm xuống ngay. Những viên đạn AUG liên tiếp gắp vào mồm của Rambo. Anh dừng lại ở vị trí số 75 trong trận đấu solo với Mike Erangel của chúng ta. Rất đáng tiếc. Một cái thính hình như là cái thính đầu tiên. Đúng rồi, cái thính đầu tiên trong trận đấu này. Chúng ta cùng chờ đợi xem cái thính. Úi trời mẹ, gần đó lại là một chiếc xe Dacia. Một khẩu MK14. Một cốc 8 và tất nhiên là không thể thiếu full đồ cấp 3 rồi. Đẹp đang bị bắn bởi vị trí của 66 đồng tháp. Có lẽ hôm nay là một ngày thi đấu không được suôn sẻ và thuận lợi cho Đẹp một tí nào cả. Một viên đạn LR gặp ngay vào khu vực đầu, khiến cho anh bị mất đi đâu đó khoảng 75% máu. Rất tiết kiệm. Captain Hà Việt Hoàng đang bị sấy bởi vị trí của Husu. Vòng bò ngày một siết chặt hơn và các player chúng ta đang phải di chuyển. Ủa thằng này với thằng Bô là thằng nào là thằng Bô nhỉ? Thằng nào là thằng Bô ấy nhỉ? Thằng này số danh 99 thì chắc chắn là không phải thằng Bô rồi. Thằng kia mới là thằng Bô chết rồi chứ đúng không? Ủa thằng nào là thằng Bô? Kỳ ta. À thằng kia mới là thằng Bô à? Rồi, thế thì thằng Bô kia nó chết mẹ rồi. Còn thằng Bô này là Bô khác các bạn ạ. Chúng ta cũng đảo qua một số các vị trí khác của những player máu mặt trên bản đồ. Chắc chắn cái bo của chúng ta sẽ lệch xuống khu đảo Mitari Bay rồi. Đó là một sự khẳng định. Không thể lệch lên khu bên trên được nữa. Phép 16 tiếp cận được khu vực cảng Novo. Và đằng sau còn có một số player khác nữa. Refundep thì vẫn đang trên con đường phải nói là vô cùng vất vả. Như đường tăng đi lấy kinh vậy. Trải qua rất nhiều kiếp nạn nhưng mà hiện tại ở đây là kiếp nạn tiếp theo là kiếp nạn lật xe. Rồi. Phải nói là quá nhiều kiếp nạn với Đẹp trong trận đấu ngày hôm nay. Và xa xa đó lại là vị trí của Zombie. Một người mà đã tha chết cho Đẹp một lần khi mà trận đấu của chúng ta mới diễn ra. Và liệu là có một cái phép màu nào đó khiến cho Zombie tìm đến Đẹp và hai người cùng sinh sống hạnh phúc bên nhau bên đảo Mitani Bay hay không? Chắc chắn là đéo rồi.
Về trang bị quyết định là bỏ đi. Đằng sau là sứ sợ điện của 66 Đồng Tháp. Một trong những player rất khó chịu đã gạt giò đẹp với những viên đạn LR trong tình huống giao tranh vừa rồi. Nhiều player đã chọn cho mình phương án là phải bơi. Nhiều player khác thì vẫn vác giái lên chạy ở khu vực ngoài bo khi mà không có xe. Trong đó có một trong những player đã chấp nhận mạo hiểm khi mà nhảy lên con xe ba bánh, một trong những phương tiện di chuyển có tỷ lệ tử vong rất cao do tai nạn giao thông. Đó là vị trí của RBA Hypac. Bo này khá đau. Và anh thì lại đang bị đuổi bởi ông đằng sau. Ui, thôi. Ôi giời ơi, vẫn là cái chết. Không chết vì tai nạn thì cũng chết vì súng đạn mà thôi. Và mạng hình như là mạng thứ hai dành cho vị trí của Đức Trò Lè. Khá tự tin trong pha giao tranh vừa rồi. Đây cũng là một Đức, nhưng mà Đức này là Đức cô đơn, Đức F3. Thấy rất tốt, nhưng mà Đức vẫn chưa thể có cho mình mạng đầu tiên. Và câu chuyện của Đức bây giờ vẫn đang là không có phương tiện để di chuyển. Rất đau buồn và mệt mỏi. Tranh sau một loạt đạn bị sấy xong thì Tranh có vẻ là hơi cay cú. Tranh quyết định là hồi máu. Nhưng mà việc ưu tiên của Tranh thời điểm hiện tại có lẽ là nên vào trong khu bò. Nhiều player đang cố gắng tìm cho mình một cái phương tiện bằng cách là bắn dụng một cái phương tiện khác. Cũng là một phương án hay, nhưng mà hơi khó. Chúng ta quay trở lại với khu vực nóng ở trên bản đồ. Đó là khu vực ở Midway Bay. Quyền Ngọc Quyền có bình mạng của tên này rất hay. Tên này rất hay nhưng chết rất sớm ở vị trí số 61. Hanakushi đâu rồi nhỉ? Ôi Nhạc chết luôn. Tôi vừa nhìn thấy vị trí của Nhạc. Nhạc bị găm ngay một viên đạn MK12 vào đầu bởi vị trí của Chili. Rất nhiều player khách mời của chúng ta đã nằm xuống. Captain Hà Việt Hoàng nằm xuống. Và Hanakushi vừa có cho mình được thêm một mạng, hình như là mạng đầu tiên trong trận đấu này. Tôi chưa tìm thấy vị trí của Hanakushi ở đâu cả. Chạy mẹ đâu rồi nhỉ? Himat. Vị trí rất đẹp. Và có mình được một kill vừa thôi. Himat có lẽ là muốn thi đấu an toàn. Cũng là một trong những player khá là quen thuộc trong giải đấu Outland của chúng ta. Himat cũng đã từng có mình được đâu đấy khoảng 4 cái top 1 Outland. Bú về cho mình được một phần thưởng cho gia đình và hàng xóm trị giá đâu đó khoảng 2 triệu đồng tiền mặt. Hanakushi chọn cho mình một vị trí khá khôn. Nhưng mà cái vòng bò thì lại hơi lệch sang khu bên phải của bản đồ một chút. Không sao cả. Tôi nghĩ là Hanakushi sẽ xử lý được thôi. Nhím không suy nằm xuống bởi vị trí của Quaisama. Còn ở bên này thì các player chúng ta liên tục đi qua khu vực cầu mà không vấp phải một tí sự giao tranh nào cả. Nam Black có mình mạng của Yongbi. Và bây giờ tiếng chân của Lê Dương đã thu hút sự chú ý của Phú. Chim dài 21cm. Mặc dù chim rất dài nhưng mà Phú vẫn có mình những cái sự di chuyển vô cùng nhẹ nhàng và thông minh. Ngồi xổm là chim quét đất. Một quả đéo gì đó sẽ được ném lên. Đó là một quả nết, không được chính xác cho lắm. Và bây giờ lại trả lại một quả nết từ vị trí của Phú, chim dài 21cm. Phú găm cho mình khá nhiều nết, mặc dù nết của chúng ta đã giảm đến 90% đam rồi. Và bây giờ sẽ là một quả đéo gì nữa được ném lên. Anh này cũng ném lại luôn. Lê Dương không tiếc đồ, Lê Dương quăng đồ lên liên tục. Nhưng mà Phú vẫn chưa mất một giọt máu nào cả. Bây giờ thì Phú quyết định là nhảy xuống. Không, Lê Dương quyết định là đẩy lên. Nhá rất dẻo. Chim dài nhá dẻo. Phú ơi, Phú. Phú bắt được tốt rồi. Phú cấu được 1/3 máu. Nhưng mà Phú mới bắt được. Phú đẩy lên. Ôi là Phú ơi. Phú. Không được rồi. Phú đẩy xuống. Phú. Phú rất bình tĩnh. Mặc dù chim Phú dài. Dương lại có mình thời gian để hồi máu. Như vậy là Dương hồi được 75% lượng máu. Phú lại bị bắt được đằng sau. Ai là Phú được cuồng. Không sao cả. Chim dài có tất cả. Ôi giời. Cuối cùng thì Phú chim dài 21cm đã nằm xuống bởi vị trí của Lê Dương Bad Boy. Một pha giao tranh khá là luống cuống của Phú. Thực ra Phú có thể chạy vào trong và Phú hồi máu ở trong nhà vệ sinh, nhưng không. Phương án của Phú là đi ra ban công và khoe chim dài. Sau đấy bị á đủ VIP bắn những viên đạn rất khó chịu từ khu vực bên trên. Phú nằm xuống ở vị trí số 42. Rất mệt mỏi. Tội nghiệp Phú. Việc mà giảm nết xuống khiến cho các player của chúng ta rất chăm nhặt flash. Nhiều quả flash được ném ra. Và đây là pha giao tranh của Wang cùng vị trí của Jundi. Rồi, Wang chết mẹ luôn. Jundi chiếm hoàn toàn được khu vực này.
Và đây là một trong khu vực ở trong bo. Từ từ thôi, không có gì phải vội vàng cả. Sau câu chuyện của Phú chim dài 21cm thì bây giờ chúng ta đến với câu chuyện của Phúc Pi. Nhưng mà mạng thì lại thuộc về Slowzy. Vị trí của Slowzy cũng khá ngon. Gần đó lại là vị trí của Himat nữa cơ. Còn đây là câu chuyện của Z cùng với Chắc Là Không Giòn Đâu. Nếu như các bạn không biết thì Chắc Là Không Giòn Đâu vừa có mình một quãng đường di chuyển bằng chân và bằng tay. Môn thể thao bơi vận động toàn thân. Bơi sang được đến đây rồi mà chết thì thực sự là một trải nghiệm vô cùng buồn. Với vị trí của Chắc Là Không Giòn Đâu rồi, chết mẹ luôn rồi. Z có cho mình được mạng thứ 3 trong trận đấu này. Quá vô nghĩa. Quá buồn. Vòng bo tiếp theo chúng ta lệch xuống khu bên dưới của Ấn Độ. Một vị trí đẹp dành cho Hanakoshi. Tuy nhiên Hanakoshi thì lại đang ngồi dưới vị trí của Karata. Bên kia là vị trí của Ngọc Quyền. Quyền có một khẩu M24 vô cùng lợi hại. Và trước đó thì Quyền đã có mình một viên đạn M24 chính xác vào vị trí của ai đó. Có mình được mạng đầu tiên rồi. Thấy Onip nằm xuống bởi vị trí của Chili. Chili vừa phang vị trí của Nhạc, vừa phang vị trí của thầy Onip luôn. Hana thi đấu khá an toàn và ngay sau đó thì Himat nằm xuống ở vị trí của Nam Quân. 26 player phút thứ 17. Khá sốc. Hình như là các thành viên đến từ quá khứ của Cerberus còn có vị trí của Slowzy nữa thôi. Là hết mẹ rồi. Chili bắt đầu bị quay rồi. Vị trí của Chili không phải là quá đẹp. Slowzy có mình thêm mạng của Headbreaker. Vừa nói vị trí của Chili không phải đẹp xong thì anh vô anh bị bắn liên tiếp vào mồm. 3 kill đến từ vị trí của Slowzy. Kiểm soát khá tốt khu vực trung tâm của bản đồ. Sấy này. Nắn nót này. Quá tốt đến từ vị trí của Sao. Thực ra là pha sấy vừa rồi nó không được gọn gàng cho lắm. Nhưng mà để có cho mình được một kill pha sấy vừa rồi là tuyệt vời rồi. Chili bắt buộc phải lên xe và vòng sang khu bên phải. Và tất nhiên là sẽ đi qua vị trí của Ngọc Quyền. Quyền ơi. Quyền đang mải nhìn vào vị trí của Katana. Còn bên này thì vị trí của Hanakoshi vẫn chưa có sự di chuyển. Hanakoshi hình như là còn không có cả xe cơ. Chúng ta vẫn phải chờ đợi xem cái vòng bo tiếp theo như nào để có thể đặt một chút hy vọng nào đó cho Hanakoshi không. À có một chiếc xe máy ở đằng sau. Mũ thì đã khá hỏng rồi. Thực ra là Karata biết là bên dưới có người. Tuy nhiên là cũng chưa thể làm được gì trong cái tình huống này. Chili 6 kill dành cho vị trí của Chili. Như một miếng mồi ngon đi qua trước mặt vậy. Chili lại còn có cho mình rất nhiều lựa chọn. Một khẩu MK12 cùng với một khẩu M24 cùng với ông 56X ở đây. Tuy nhiên lượng đạn của Chili thì hơi bị hạn chế một chút. 8 cộng 4 là mười mấy viên đạn 7 mà thôi. Hana sẽ phải làm gì đây? Câu chuyện nếu như mà vòng bo lệch lên qua cái vị trí của Hana thì thực sự là chị Hana này, chị Ngọc là chị sẽ phải lên xe để chị di chuyển. Và trên đầu còn có vị trí của Karata là vô cùng khó chịu. Ui bắn sớm thế. Thứ mà chúng ta nên học khi mà trưởng thành đó là sự bình tĩnh. Đó là sự nắn nót. Đó là chớp thời cơ. Và đó là chết bất đắc kỳ tử. Và đó có thể là câu chuyện của Hân Lạc ở thời điểm bây giờ. SKS cùng với ông ngắm 6X. Và như vậy là cái bo lệch lên khu bên trên của bản đồ. Một cái bo khiến cho Hanakoshi đang phải cân nhắc. Đang phải tính toán. Đang phải ủ mưu. Nếu tôi nhìn không nhầm thì sao còn có mình một cái mũ 3. Và bây giờ thì lại còn bị bắn về hai hướng. Tôi chia buồn với anh trai này rồi. Khi mà làn khói này tan đi thì nhiều khả năng là anh trai cũng nằm xuống. Đúng là như vậy rồi. Mạng thuộc về Not 3 pick. Còn Hất Lạc thì lại đang rơi vào tầm ngắm của anh trai. 2 kill này ở khu bên phải của bản đồ. Hiếu vẫn đang cố gắng tiếp cận vòng bò. Nhưng mà trông có vẻ là cũng không khó lắm. Câu chuyện của Hana thì sao đây? Rồi bú nước rồi. Cú nước là dấu hiệu của sự di chuyển. Và bây giờ thì Hana quyết định là lên xe. Chúng ta cùng xem góc máy của Karata. Không dám sấy trong tình huống này. Hana sẽ đi đâu đây? Một pha di chuyển lao thẳng vào vị trí của Ngọc Quyền. Quyền ơi, có khách. Quyền, có khách, Quyền ơi. Hana sẽ phải công vào xong rồi.
Một quả đéo gì đó sẽ được ném ra từ vị trí của Hana. Đó là một quả flash. Mù rồi. Chán hết đến từ vị trí của Quyền. Quyền chào cờ, Quyền đéo thích gì cả. Nhưng mà Hana vẫn tiếp tục ném đồ vào. Hana bị bắn chiếu. Hana bị bắn trừ 28 máu. Bây giờ thì Quyền quyết định là ném thêm quả nết nữa ra. Hai bên chản hết trong rất căng. Lại một quả flash được ném vào vị trí của Hana. Hana đẩy lên. Hana bắn yếu đến đối phương. Hana nằm xuống bởi vị trí của Ngọc Quyền. Ngọc Quyền có mình được 2 kill cùng pha giao tranh vừa rồi. Tại thời điểm đó thì Lee Hòn cũng đã có mình được mạng của hơi non. Đưa lượng người chơi chúng ta quay trở lại chỉ còn lại 14 player mà thôi. Kanata có mình mạng của Mr. Hất Lạc. 13 player. Thực ra đến thời điểm bây giờ thì hình như chỉ còn lại mỗi vị trí của Slowzy là khách mời duy nhất đến từ Severus mà thôi. Còn lại thì toang hết rồi. Mà vị trí của Slowzy vẫn đang là đẹp cơ. Thế nên mới khó chịu. Pick phát hiện ra tiếng của Hiếu. Pick sẽ làm gì đây? Hiếu thì đang bơm máu, Hiếu vẫn đang trích xi lanh. Hiếu bị phát hiện vị trí. Hiếu bị sấy bùa. Hiếu chưa trúng viên đạn nào. Hiếu chết mẹ luôn. 3 kill dành cho vị trí của Not Bapic. Và khu bên dưới của Not Bapic bây giờ có vị trí của Fresh 16 cùng với Jundi ở khu bên trên của bản đồ mà thôi. Bên này có một cái thính nhưng mà chưa ai dám bú cả. Bên này Lee Hòn thì có lẽ là phát hiện ra vị trí của Soul Kill rồi. Những cái vòng bò đang dần xiết vào và Soul Kill sẽ phải di chuyển sớm thôi. Chạy đâu con sâu này? Ô, ông ấy tự tử à? Rồi tự tử mẹ rồi. Soul Kill nằm xuống bởi Outside Black Zone. Và ngay sau đó thì Lee Hòn trả mạng ngay. 3 kill đến từ vị trí của Lee Hòn. Và Jundi vừa có mình mạng của Fake 16. Cánh phải chúng ta đang có 2 player. Cánh bên dưới thì cũng đang có 2 player chuẩn bị giao tranh với nhau. Đó là vị trí của Katana cùng với Ngọc Quyền. Từ đầu trận đấu đến giờ Ngọc Quyền cũng đang thi đấu khá tốt và chọn cho mình những vị trí vô cùng thông minh. Và cái cách Quyền chết cũng vô cùng bất ngờ. Không thấy đối phương đâu và lăn đùng là chết. Tuyệt vời. Những quả nết trả ra hầu như là chỉ để tăng hiệu ứng âm thanh và hình ảnh cho trận đấu của chúng ta thêm phần sôi động mà thôi. Các bạn có thể thấy một quả nết rơi thẳng vào mồm của Not Bapic nhưng mà chỉ cấu được đâu đó khoảng 43 máu. Không có gì phải đau đớn cả. Cái vị trí của Not Bapic khi mà xuống dưới đồi là một cái vị trí quá trông trải. Còn Jundi ở đây thì vẫn có mình một chiếc xe Dacia của ai đó bỏ lại. Rất khó chịu. Slowzy vẫn đang là một trong những player phải nói là tuyệt vời nhất với cái vị trí ở trên cao. Và mục tiêu của Slowzy ở thời điểm hiện tại có lẽ là Lee Hòn. Rồi Lee Hòn rơi vào tầm ngắm rồi. Câu chuyện là Lee Hòn cũng đang ở trong bo. Tuy nhiên là cái vòng bo này thì chắc là trụ được thêm một phát thôi. Jundi có mình mạng Not Bapic sấy tốt tới từ vị trí của Slowzy. Không dám đẩy lên thế mới cay. Nếu như cứ bắn nhau nhà người có lợi nhất trong trận đấu này có lẽ là vị trí của Nam Quân đang ở góc bên trên của bản đồ. Một vị trí trống trải và không giao tranh với bất kỳ ai cả. Khá đen cho Lee Hòn khi mà rơi vào tầm ngắm của một trong những player mà thi đấu quá nhiều giải đấu chuyên nghiệp rồi. Đó là vị trí của Slowzy. Nhưng mà chúng ta vẫn được chờ đợi trong những giải PUBG solo như này thì tất nhiên là chúng ta vẫn không thể nói trước được điều gì rồi. Những viên đạn vu vơ thôi có thể cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Nên Jundi đã quyết định là lên xe. Ôi, một chiếc xe mà tôi đánh giá là bị kẹt con mẹ rồi. Khoảng 10 giây nữa vòng bo sẽ vào. Đừng cố nữa anh ơi. Rồi Nam Quân cũng đã có những bước tiếp cận đầu tiên vào sâu hơn trong vị trí bò. Jundi thì vác giái chạy. Slowzy thì đang có hai chiếc xe để làm backup. Và bây giờ Nam Quân bắn những cái viên đạn vào vị trí của Jundi. Aua sấy vòng ngắm 4x. Thế mà cấu được nửa màu. Không sao cả, vẫn có chỗ để trốn. Lee Hòn thì vẫn đang vấp phải những viên đạn của Slowzy vô cùng khó chịu. Slowzy còn rất nhiều đồ luôn. Một quả lửa với cả ba quả nết. 6 player. Mọi người vừa nằm xuống loại vị trí của quay Sama. Rồi bây giờ Karata bắt đầu đẩy lên. Chiêu Lee có minh mạng của Karata. Tôi vẫn đánh giá vị trí của Slowzy là đẹp với những cái vòng bo tiếp theo như thế này. Giờ Jundi quyết định là móc sang vùng bên trái để ăn vào vị trí của Chiêu Lee trước. Nhưng Chiêu Lee lại lên xe để di chuyển. Nam Quân đang di chuyển khá thông minh.
như một anh du kích vậy. Slowzy bị bắn luôn viên vào lỗ đít. Slowzy bị sấy. Slowzy làm xuống bởi vị trí của Leon. Mặc dù có chỗ đẹp hơn, mặc dù bị bắn yếu rất nhiều lần, nhưng Leon lại là người có mạng và nâng tủ kill của mình lên 4 sau tình huống giao tranh vừa rồi. 4 player cuối cùng mà thôi. Bây giờ câu chuyện là Leon làm sao để vào được trong khu vực bò. Còn Nam Huân thì sẽ xử lý vị trí của Juni cùng vị trí của Chili như nào đây? Nằm đây cũng được, ok là đấy. Rồi, Chili bị lộ vị trí. Ở vị trí này hơi xấu với Juni. Trong khi đó Chili thì có thể nhấp nhả được. Bắn vào mồm. Bắn vào mồm. Đéo chết. Juni vẫn còn sống. Bên này thì Leon đẩy lên phát hiện ra vị trí của Nam Huân. Những quả nét được ném ra chưa viên đạn nào chính xác cả. Juni hồi được máu rồi, Chili cũng hồi được máu rồi, còn Nam Quân thì đang ở giữa vòng vây 3 player. Leon quyết định là lùi ra khu đằng sau để tránh giao tranh, một sự di chuyển hợp lý. Bây giờ ngồi ngoan thì có khi là còn sống này. Mẹ bắn nhau đéo biết đâu mà lần. Tôi nghĩ Nam Quân sẽ là người nằm xuống trước. À không, tôi nghĩ lại rồi, đó là Leon. À, Leon chuẩn bị lại gặp Nam Quân. Bên dưới đây Juni lại chuẩn bị gặp Chili. Nam Quân lại quay trở lại khu đằng sau. Bắt được vị trí của nhau rồi. Rất căng thẳng. 4 team khác nhau. À, hai thành viên của TE. Một thành viên của DSE và một thành viên của MOC. Mà hai ông TE này có dấu hiệu là đéo nhìn sang vị trí của nhau. Có dấu hiệu mập mờ gian gian díu díu ở đây. Móc sẽ đẩy lên. Không, móc lại bị rơi xuống. Vòng bò tiếp theo. Ở vòng bò cuối chưa nhở? Rồi, đây mới là vòng bò cuối cùng của chúng ta. Vòng bò có lẽ là không thay đổi gì nhiều ngoài vị trí của Leon. Rất căng thẳng. Nam có lẽ là cũng bắt được đâu đó một tí hình bóng của vị trí của Leon rồi, nhưng mà chưa thực sự biết là bắt vào đâu thôi. Còn Chili với cả vị trí của Leon thì chúng ta thấy rồi đấy, không có một tí gì gọi là đá mắt sang nhau cả. Một sự team up nhẹ nhẹ gian gian díu díu ở đây. Có lẽ Juni biết điều này, có lẽ Nam Quân biết điều này, và họ cũng không nhìn sang vị trí của nhau nữa. Họ biết đây là một tình huống nên là 2v2 hơn là 1v1 v2. Phút thứ 28 của trận đấu rồi. Và gần như trong 3 phút gần đây chưa có một viên đạn nào được bắn ra đến từ 4 player cuối cùng của chúng ta. Vẫn rất vô cùng căng thẳng. 63 viên đạn đến từ vị trí của Nam Quân. Nam Quân sẽ phải vô cùng chắc chịu với những viên đạn của mình. Nếu như mà cái vòng bo kiểu eSports thì nó sẽ bo vào giữa. Và người lợi thế nhất với cái vòng bò này sẽ là Juni nếu như câu kéo được thời gian. Nam Huân cũng có mình một chút lợi thế, và hai thành viên của TE sẽ là hai thành viên bắt buộc phải di chuyển vào tâm bò để giao tranh. Và đến thời điểm bây giờ, khi mà trận đấu chúng ta trôi đến tận những giây phút như này rồi, khi mà mọi người vẫn còn đang rền rứ nhau như thế này, thì không còn đồ mà trả nữa. Ngoài vị trí của Juni còn cho mình 6 ở sân bóng của bên Nam Huân đẩy lên trên, bắt gặp vị trí của Leon, bắt buộc phải giao tranh trong tình huống này rồi. Leon bị bắn yếu. Leon bị nhá vô cùng chịu. Leon nằm xuống bởi vị trí của Nam Quân. Nam Quân có bị được 5 kill trận đấu này. Ở khu bên này thì Juni cũng đã bắn yếu được vị trí của Chili. Một quả sấm mốc không được tốt cho lắm. Chili có mình thời gian để hồi máu. Chili lại nhá lên trên. Bây giờ thì Nam Quân đẩy lên. Nam Quân sẽ bắt được cả hai vị trí ở hai góc khác nhau. Một cái vòng bo vào giữa rồi, bắt buộc các player chúng ta phải giao tranh trong tình huống cuối cùng này rồi. Vòng bo bắt đầu chạy. Chili đang là người ở xa bò nhất. Những quả lửa cuối cùng được trả ra. Bây giờ thì Nam Quân đẩy ra vị trí của Juni. Không, phải đẩy ra thôi. Juni đang là người ở tâm bò luôn. Nhưng mà nhiều khả năng Juni sẽ bị kẹp đôi trong tình huống cả hai bên đều di chuyển như thế này. Quả nết cuối cùng. Không còn quả nào nữa rồi. Không có một player nào có một quả đéo gì nữa. Bây giờ thì Chili đẩy lên. Không, Chili vẫn đang cố gắng lấy thêm một chút lượng thông tin từ hai player còn lại.
Bò chúng ta ngày càng hẹp hơn rồi. Bây giờ thì Nam Quân đẩy lên. Nam Quân bắt gặp vị trí của Chili. Chili có mình mạng của Nam Quân. Và ngay sau đó thì Judy phải đẩy lên trong tình huống này khi mà Chili đã yếu rồi. Cơ hội của Judy là đây. Ôi kịp máu rồi. Ngay sau đó thì Chili có cho mình mạng của Judy. Kết thúc trận đấu giải ao lạc của chúng ta. Đừng bao giờ khinh thường các thành viên đến từ The Expendable. Mẹ ảm rát hết họng thật đấy. Ủa chết, tôi già thật rồi không ạ? Đi mẹ gào một lúc cháy cả họng, sợ thật. Ôi, hôm nay thế là vui rồi nhờ. Anh em mình xem lại clip chiêm ngưỡng ba quả trứng chim. Sau đây anh em mình có mình một trận ao làng PUBG vô cùng bùng nổ. Để ngày mai các bạn có cái để xem lại. Tôi sẽ lựa tình hình bản quyền nhé các bạn nhé. Nếu như không dính bản quyền thì tôi cứ để đấy, để nhỡ ngày mai các bạn muốn xem lại trận đấu ao làng thì các bạn có thể ngồi xem lại cho đỡ chán. Vô tâm nhé các bạn nhiều. Còn hôm nay thì do nhớ các bạn quá nên là tôi livestream một tí thôi, tôi nghỉ ở đây các bạn nhé. 12 rưỡi rồi và hôm nay tôi không qua bên Nemo nữa. Theo lịch thì tôi sẽ nghỉ một phát cho đến tối ngày 30 là tối thứ 6 tuần sau anh em mình sẽ gặp lại nhau các bạn nhé. Hôm qua thì chia tay hết nước mắt mẹ rồi nhưng mà hôm nay thì chia tay thật. Ngày mai tôi nghỉ một hôm sang bên ngoại ăn cơm. Còn thứ hai thì tôi vào trong Sài Gòn tôi quay quảng cáo. Thế là hết có mẹ một tháng rồi các bạn. Anh em mình sẽ gặp nhau vào thời điểm cuối tháng 6 đầu tháng 7 các bạn nhá. Cảm ơn Thao nhá, cảm ơn bạn nhiều. Cảm ơn tất cả các bạn. Yêu tất cả các bạn, chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye. Nhớ các bạn hồn. Tối thứ 6 gặp lại các bạn nhá. Bye bye, yêu các bạn. Chắc là lo cho mình. Chúc các bạn tuần sau mà thi thì thi tốt nhá. Chúc tất cả anh em F3 vẫn đeo có người yêu để anh em mình tối nào cũng đồng hành với nhau nhá. Chúc các bạn tuần mới thật là nhiều may mắn, thật là nhiều sức khỏe. Chúc các bạn cuối tháng giải quyết được hết tất cả những công việc của mình. Chúc các bạn chuẩn bị đón một tháng mới thật là bùng nổ. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày thứ 6. Bye bye, chào các bạn. Yêu các bạn. Bye bye, chào các bạn. Lại đâu có ai ngờ và đừng lo, tìm một mai sau chúng ta sẽ cùng ra. Ooh,
E3 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 một tuần không có gì xem.